chương 481, sự điên cuồng của Vương Đặc Nam. Cứ theo như lời của anh đi, bất kể công ty Long Phương của các anh trả đúa kinh doanh thế nào, tập đoàn Lâm Thị chúng tôi cũng sẽ tiếp đòn, tuyệt đối không sợ anh. Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh nhã run lên, lạnh băng nói. Phải không, đừng quên, hai nhà chúng ta đã hợp tác nhiều năm. Công ty chúng tôi nắm giữ rất nhiều cách điều chế mỹ phẩm cơ mật của tập đoàn Lâm Thị các cô nếu như tôi tung những bí kíp điều chế này cho đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Lâm Thị, cô nói xem sẽ xảy ra hậu quả gì chứ? Khóe môi vương đặc nam hơi cong lên, cười lạnh nói. Nghe thấy những lời này. Sắc mặt Lâm Thanh nhã chợt biến đổi, hung giữ trợn mắt nhìn vương đặc nam, lạnh giọng cảnh cáo nói, anh dám. Hai nhà chúng ta đã ký hợp đồng giữ bí mật, để hợp tác tốt hơn, tập đoàn Lâm Thị chúng tôi mới tiết lộ những bí kíp điều chế cơ mật kia cho các anh nếu như cách anh dám tự mình tiết lộ ra ngoài cứ chờ mà bị tập đoàn lâm thị của chúng ta bị truy tố sau đó vào lãnh án mà bồi thường đi không sao cả tôi không quan tâm dù sao cùng lắm thì chúng tôi chỉ bồi thường chút tiền thôi nhưng tập đoàn lâm thị của các cô đến lúc đó sẽ bị tổn thất không riêng gì tiền thôi đâu lần này cho dù không thể khiến cho tập đoàn lâm thị phá sản cũng sẽ đủ để các cô bị thương nặng đúng chứ vương đặc nam mặt đầy đắc y nói điên rồi anh đúng là điên rồi loại trả thù tự mình hại người này đối với anh có lợi gì cơ chứ sóng lâm thanh nhã lạnh băng hỏi audio điện tử võ tấn bền không có lợi gì cả nhưng có thể để cho cô cùng tập đoàn lâm thị gặp xui xẻo tôi sẽ rất vui vẻ ha 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 vương đặc nam ngông cuồng cười to nói anh đúng là một tên điên mà lâm thanh nhã tức giận cắn chặt răng không sai tôi chính là người điên đấy dù sao bây giờ ông đây cũng phải đền sạch tiền rồi còn dùng tiền công của công ty tiền thuế của nhân dân cái chết sau này đã được định trước khó mà tránh khỏi tôi nhất định phải kéo các người xuống kéo tập đoàn lâm thì các cô phải chịu tội thay ha 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 vương đặc nam điên cuồng cười to nói ngay sau đó anh ta nghiêng đầu nhìn về phía diệp thu mặt đầy khinh thường nói còn có diệp thu anh anh cũng đừng có mà đắc ý nói trắng ra nếu không có nhà họ lâm anh chả là cái thá gì hết đơn giản chỉ là một tên ăn bám phế vật mà thôi tập đoàn lâm thị phá sản nhà họ lâm sụp đổ anh cũng chỉ con chó mất chủ mà thôi đến lúc đó anh cứ chờ chết đi tôi sẽ cho anh biết đắc tội tôi ép tôi vào đường cùng sẽ là quyết định ngu xuẩn nhất mà anh đã làm nhất đời này tôi sẽ khiến anh phải quỳ xuống dập đầu trước mặt tôi cầu xin tôi bỏ qua cho mình mà ngay hôm đó sẽ tới rất nhanh thôi nói xong Vương Đặc Nam khoa tay múa chân đưa ngón giữa về phía Diệp Thu cùng Lâm Thanh Nhã, sau đó trực tiếp xoay người đi về phía chiếc Audi A6 kia của mình, lái xe rời đi. Nhìn chiếc A6 kia từ từ đi xa. Trong mắt Lâm Thanh Nhã lóe lên tia sáng lạnh lẽo, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Thấy vậy, Diệp Thu đưa tay vỗ nhẹ nhàng lên bả vai Lâm Thanh Nhã, mỉm cười an ủi nói, vợ à, yên tâm đi, chuyện sẽ không đến nổi quá xấu đâu anh có biết loại người nào đáng sợ nhất không? Lâm Thanh nhã hít mắt lại, cắn răng nói, một người đã hoàn toàn đánh mất lý trí đấy. Người như vậy sẽ làm ra chuyện không có chút giới hạn cuối cùng nào, không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, dù là kéo người khác xuống lấy mạng đổi mạng. Loại chuyện gì cũng có thể làm được cả, mà Vương Đặc Nam bây giờ đã hoàn toàn đánh mất lý trí rồi. Không nghiêm trọng như vậy chứ, Diệp Thu nhún vai. Rất nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng, đúng như lời anh ta vừa nói, một khi anh ta làm như vậy thật tất cả những bí kíp chế tạo mỹ phẩm mà tập đoàn lâm thị đã dùng toàn bộ tiền vốn cùng tinh lực để nghiên cứu sẽ bị anh ta công bố ra ngoài đến lúc đó hậu quả là không thể nào tưởng tượng nổi lâm thanh nhã nhíu mày lại gương mặt nhỏ nhắn khó coi nói ngay sau đó cô trực tiếp đưa tay kéo cửa xe ra nhìn diệp thu nói anh đón xe về nhà trước đi tôi phải tới công ty một chuyến đã hả em không ăn cơm chưa sao diệp thu hơi ngẩn ra nghi ngờ hỏi không ăn nếu kẻ địch đã chuẩn bị xuất thủ vậy thì tôi phải chuẩn bị phản kích phòng thủ trước thời hạn mới được thời gian còn lại không nhiều đâu lâm thanh nhã lắc đầu gương mặt nhỏ nhắn lạnh như băng nói ngay sau đó cô trực tiếp chui vào trong xe đóng cửa lại chạy về phía tập đoàn lâm thị nhìn chiếc ferrari màu đỏ từ từ đi xa diệp thu mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu xem ra chuyện này anh phải âm thầm giúp lâm thanh nhã một chút rồi dù sao chuyện này cũng là vì anh gây ra tuyệt đối không thể để lâm thanh nhã bị thua thiệt được nghĩ tới đây diệp thu trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của âu dương hảo nói này bây giờ cậu đang ở đâu vậy đang giúp anh trả tiền đây âu dương hảo đáp lại dù sao ở buổi đấu giá anh ấy cũng đã thay diệp thu dùng giá cao mua sợi dây truyền ngọc bích trái tim vĩnh hằng cùng với cá âm dương thiên nhiên kia cho nên giờ phút này anh ấy đương nhiên phải ở phòng giao dịch trả tiền tìm hiểu cho tôi xem thử để mua công ty hữu hạn thiên long ở giang châu tổng cộng cần bao nhiêu tiền diệp thu thản nhiên nói được rồi anh đợi một chút âu dương hạo gật đầu sau đó cúp điện thoại ngay khoảng chừng qua mấy phút âu dương hạo chợt gọi điện thoại lại Bao nhiêu? Diệp Thu hít mắt, nhàn nhạt hỏi. Theo tính toán ban đầu, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Phương trên thị trường được định giá ước chừng 9 tỷ. Âu Dương Hạo trả lời. Cho cậu nửa giờ, mua nó. Diệp Thu bình thản nói. Hả, mua công ty này làm gì vậy ạ? À? Chỉ là một công ty nhỏ ở Giang Châu thôi mà. Công ty mậu dịch lớn nhất thế giới không phải là của anh rồi sao? Mua một công ty nhỏ như vậy, cũng không có giá trị gì cả. Âu Dương Hạo không hiểu hỏi, nếu để cho người khác nghe thấy, một công ty ở thành phố này có giá trị 9 tỷ lại được xem là một công ty nhỏ. Chắc chắn sẽ xem Âu Dương Hạo là tên mắc bệnh thần kinh để đối đãi mất. Trước hết đừng hỏi nhiều như vậy, bất kể cậu dùng cách nào, trong vòng nửa tiếng đồng hồ cứ mua lại công ty Long Phương đó cho tôi. Báo tin lại tôi sau." Diệp Thu nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Âu Dương Hạo cũng biết Diệp Thu không phải đang nói đùa, vội vàng nói, "Được." vậy em đi làm ngay. Ngay sau đó, hai người liền cúp điện thoại. Diệp Thu cất điện thoại di động vào túi, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng, nói, Vương Đặc Nam ơi là Vương Đặc Nam, dám uy hiếp vợ tôi, tôi sẽ cho anh khóc thét trời đất. Sứt lời, Diệp Thu tùy ý nhìn lướt quanh bốn phía. Phát hiện cách đó không xa có một quán ăn. Vừa vặn bây giờ đến giờ cơm trưa, mà anh cũng có hơi đói, vì vậy bèn đi thẳng tới. Dù sao Lâm Thanh Nhã cũng không ăn cơm ở nhà, anh một mình về cũng lười nấu cơm, tùy tiện ở bên ngoài ăn đối phó vài miếng là được rồi. Quán cơm Giang Tình Nhân Đây là một quán ăn Giang Tây, chương 482, hóa đơn giá trên trời lúc Diệp Thu đi vào quán ăn. Người ngồi ở bên trong quán đã đầy ắp, gần như đều là các du khách du lịch, hoặc là những người rảnh rỗi tới phòng giao dịch cực ngọc để chơi. Thấy vậy, Diệp Thu liền tùy tiện tìm một cái bàn rồi ngồi xuống, sau đó nói nhân viên phục vụ gọi thức ăn tuy nhiên diệp thu gọi nửa ngày nhưng vẫn không có nhân viên phục vụ nào tới cả anh còn tưởng rằng nhân viên phục vụ tương đối bận rộn nên không kịp quan tâm tới anh anh ngẩng đầu nhìn lướt qua lại phát hiện cách đó không xa trên bậc thang có hai chàng trai mặc đồng phục phục vụ đang ngồi đó hai người mỗi người ôm một cái điện thoại di động vui vẻ chơi vương giả còn về có khách tới quán hay không hai người bọn họ đều không quan ta a à, thấy vậy diệp thu chợt nhướng mày sau đó anh trực tiếp đi tới nhìn bọn họ nhàn nhạt nói có thể gọi thức ăn giúp tôi được không không rảnh đợi một lát nữa không thấy chúng tôi đang bận rộn sao một chàng trai phục vụ trong đó không kiên nhẫn nói mà từ đầu đến cuối đầu anh ta cũng không hề nâng lên diệp thu hít mắt lại sau đó cũng lười nói nhiều xoay người rời đi trên đời này có nhiều chỗ ăn cơm như vậy. Anh cần gì phải ở đây rước lấy bực tức chứ? Mà ngay lúc này, một người đàn ông mập mạp mặc áo sơ mi màu sắc sặc sỡ, chùm khăn che đầu từ trong quầy cơm đi ra. Đầu tiên ông ta trợn mắt nhìn hai tên phục vụ kia, tức giận mắng, hai tên khốn các cậu, đợi lát nữa tôi tính sổ với hai đứa bay. Nói xong, người đàn ông mập mạp kia vội vàng đuổi theo Diệp Thu, mặt đầy vẻ nịnh nọt nói, anh trai này, tôi là ông chủ của quán cơm này, thật sự là do chúng tôi đón tiếp không chu đáo. Mong anh thứ lỗi, anh yên tâm, lát nữa tôi nhất định sẽ phạt nặng hai người bọn họ. Xin anh bất giận, anh muốn ăn gì cứ tự mình gọi, tôi sẽ làm cho anh, anh thấy vậy có được không? Nghe vậy, Diệp Thu cũng hơi nhíu mày lại. Anh nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ trưa rồi. Mà Âu Dương Hảo ở bên kia đoán chừng cũng không tốn thời gian bao lâu. Nếu anh lại tìm một chỗ ăn cơm khác, sẽ hơi tốn thời gian huống chi ông chủ tiệm cơm đã tự mình tới xin lỗi rồi diệp thu cũng lười phải so đo với hai tên phục vụ kia thản nhiên nói quán này của ông có món gì ngon không hắc hắc thưa anh anh xem như đã hỏi đúng người rồi quán chúng tôi có rất nhiều món ăn quê dân dã đặc sắc anh cứ ngồi trước đi tôi đi lấy thực đơn cho anh ông chủ mập mập vết miệng cười nói ừ diệp thu gật đầu sau đó ngồi vào chỗ của mình trước Khoảng chừng vài phút sau, ông chủ mập mạp liền trở lại, mà ở trong tay ông ta còn cầm theo một cuốn menu thật dày. Ông ta trực tiếp đặt thực đơn trước mặt Diệp Thu, mỉm cười nói, "Anh nhìn xem thử, đây đều là những món ăn quê của chúng tôi. Anh thích món nào chúng tôi đều có thể làm, tuyệt đối đảm bảo anh sẽ hài lòng." Diệp Thu đưa tay nhận lấy thực đơn, tiện tay lật vài tờ. Thức ăn đúng là ở vùng Cán Giang, bên cạnh tên món cũng có hình minh họa. Chỉ là Tất cả những thức ăn này đều không có giá. Điều này khiến cho Diệp Thu loé lên sự nghi ngờ, nhìn ông chủ mập mạp, hỏi ông chủ à, thực đơn của các ông sao lại không có giá vậy? Ấy ấy, ban đầu lúc in thực đơn quên mất, mà tiệm cơm của chúng tôi cũng là làm ăn nhỏ, không cần phải in lại làm gì cho tốn kém. Thế nên vẫn không để bảng giá, anh muốn ăn gì thì cứ nói. Yên tâm, thức ăn nhà chúng tôi không đắt đâu, chắc chắn đảm bảo chất lượng. Ông chủ mập mạp nịnh nọt giải thích. Diệp Thu nhíu mày lại, ngược lại cũng không nghĩ nhiều, nhìn lướt qua thực đơn, sau đó trực tiếp nói, cho tôi một phần phở xào, một phần rau trộn thịt muối, cùng một bát canh thịt lợn. Vâng, còn muốn ăn món gì khác nữa không? Ông chủ mập mạp cao hứng cười tuyết miệng hỏi. Không cần, trước mắt cứ làm những món này đi. Diệp Thu lắc đầu. Được, anh đợi một lát, tôi sẽ ra sau bếp phân phó người làm ngay. Ông chủ mập mạp cười tâu tuét, sau đó cầm thực đơn rời bàn ăn đi. Ước chừng qua khoảng 10 phút, anh chàng phục vụ ngồi chơi game lúc trước mặt đầy vẻ không tình nguyện bưng thức ăn lên, đặt trên bàn ăn của Diệp Thu, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi. Diệp Thu ngược lại cũng lười so đo nhiều như vậy làm gì? Đã chưa lắm rồi, bụng của anh cũng đã sớm đói meo. Vì vậy anh trực tiếp cầm đũa lên ăn. Nói là món ăn đặc sắc, nhưng mùi vị cũng bình thường thậm chí còn không ngon bằng vài quán ven đường tuy nhiên khi đói thì cũng không kén ăn làm gì diệp thu nhanh nhẹn ăn hết thức ăn càn quét không còn một món lau miệng sau đó nhìn đồng hồ xem ra đã đến giờ rồi diệp thu liền trực tiếp hô tính tiền chỉ một lát sai liền thấy ông chủ mập mạp chùm khăn che đầu chạy tới trong tay cầm theo hóa đơn ông ta trực tiếp đặt hóa đơn trước mặt diệp thu mỉm cười nói, thưa anh, đây là hóa đơn tính tiền của anh đây. Anh trả bằng điện thoại di động hay tiền mặt? Điện thoại di động. Diệp Thu móc điện thoại di động của mình ra, nhìn lướt qua hóa đơn, đang chuẩn bị trả tiền. Thì ngay lúc này, khóe mắt anh lại bị con số trên giấy tính tiền làm cho kinh sợ. 960 nhân dân tệ, không phải 906 là quá nhiều. Đối với anh mà nói, đừng nói là 906. Cho dù là 960 nghìn, Tất cả cũng đều là tiền lẻ. Tuy nhiên quan trọng là Diệp Thu vừa mới ăn xong những món này, nhìn thế nào cũng không đáng giá 906. Một phần phở xào hết sức bình thường lại để giá 320 tệ. Cho dù là tôm hùm xào cũng không mắc như vậy đâu nhỉ. Mà mấu chốt là trong này cũng không phải tôm hùm, chỉ là trứng gà xào cùng phở thôi. Thêm vào đó trứng gà cũng không được đến hai quả. Lại tính là 320 thế này không phải lừa gạt thì còn là gì nữa. Còn có rau xào thịt kia nữa. Một phần 452 tệ, thế này mà là thịt muối sao? Thịt muối gì vậy chứ? Tổng cộng chỉ có mấy miếng thịt trong dĩa, vậy mà giá mấy trăm sao? Thịt rồng đấy à? Buồn cười nhất chính là tô canh kia. Canh chỉ có mỗi nước thịt, bên trong thêm hai cọng rau, cũng dám để giá 188 tệ. Đây cũng không phải là cái hố tiền nhé cướp giữa ban ngày sao? Sắc mặt Diệp Thu nhất thời trở nên u ám, ngẩng đầu nhìn ông chủ mập mạp, cười lạnh nói 960 tệ. Ông chủ, ông đang đùa với tôi đấy à? Xem anh nói này, trong tiệm nhiều khách như vậy, anh cảm thấy tôi rảnh rỗi đùa giỡn với anh sao? Ông chủ mập mạp biểu mũi không vui nói. chương 483, không cho cũng phải cho, giá vốn cao. Diệp Thu nhíu mày, sau đó cười lạnh hỏi, được, vậy ông giải thích cho tôi nghe xem ba món ăn của tôi giá nguyên liệu cao ở chỗ nào. Cái này anh có thể nhìn thấy mà, phở xào được làm từ bột gạo. Mà không phải là bột gạo thông thường, chính là bột gạo cao cấp được chúng tôi sản xuất từ nhà máy đặc biệt. Mùi vị hoàn toàn khác so với bột gạo thông thường, hơn nữa còn có phí vận chuyển cùng nhân công, chẳng lẽ bán 320 tệ, không đáng giá sao? Còn có rau xào thịt muối này, rau này chính là rau thuần dại, không hề giống bất kỳ loại rau nào trong thành phố này cả. Giá cả tương đối đắt đỏ, không phải khách quen tôi cũng không bán đâu. Hôm nay trông anh tương đối quen mắt nên tôi mới mang loại rau này lên cho anh dùng. Thu của anh 452 tệ thì sao chứ? Có đắt không? Còn về phần tô canh này, nước dùng được hầm nấu hơn 12 giờ đồng hồ, cô đặc từ trà chính tông cao cấp, 188 tệ, có nhiều không? Ông chủ mập mạp ra vẻ thông thạo nói. Diệp Thu sau khi nghe xong, cũng hết muốn ý kiến. Thế nào gọi là cưỡng từ đoạt lý? Đây chính là cưỡng từ đoạt lý điển hình. Còn về phần ông chủ mập mạp kia nói gì mà định chế, hoang dại, cống phẩm chính tông các loại kia? Chắc chắn là những từ ngữ thông dụng của một tên thương gia vô lương tâm mà. Nói xong rồi sao? Diệp Thu ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông chủ mập mạp kia, nhàn nhạt hỏi. Nói xong rồi, đưa tiền đi, trả bằng điện thoại di động hay tiền mặt đều được. Nhanh lên, tôi còn có nhiều khách chờ tiếp lắm, đừng làm trễ nãi thời gian của tôi ông chủ mập mạp mặt đầy vẻ không kiên nhẫn nói xin lỗi tôi người này không thiếu tiền nhưng không có nghĩa là sẽ để người khác lấy tiền của mình ra tiêu xài như rác tùy ý xẻ thịt cho nên số tiền này một đồng tôi cũng không đưa cho ông diệp thu hít mắt lại lạnh giọng nói có tiền cũng không có nghĩa là có thể tùy tiện bị người ta lừa gạt giống như bây giờ biết rõ là bị người ta làm thịt Diệp Thu làm sao có thể già đầu như vậy rồi mà còn đưa cổ để người ta dóc chứ? Thế không phải là ngu ngốc sao? Huống chi? Vấn đề ở đây không phải là tiền, mà là đạo lý. Hôm nay Diệp Thu muốn nói, chính là cái đạo lý này. Tôi nhổ vào ấy, anh không thiếu tiền sao? Anh không thiếu tiền mà ở chỗ này dây dưa với tôi nửa ngày à? Không có tiền thì anh tới tiệm cơm làm gì? Không có tiền mà còn đòi gọi món đặc sản, đúng là một tên nghèo kiết xác mà. Ông chủ mập mạp mặt đầy vẻ khinh thường liếc nhìn Diệp Thu, sau đó lạnh lùng nói, hôm nay tiền này anh phải trả, không trả cũng phải trả, tính tiền nhanh lên một chút nào. Nếu tôi vẫn nhất quyết không trả thì thế nào? Diệp Thu hít mắt lại, lạnh giọng hỏi. Nhất quyết không trả sao? Vậy hôm nay anh đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Ông chủ mập mạp sầm mặt xuống, sau đó vỗ bàn, hồ to, người đâu ra đây cho tôi cùng với tiếng nói của ông chủ mập mạp, hai anh chàng phục vụ đang ngồi chơi game trên bậc thang kia không nói hai lời, cất điện thoại di động, ẩm chiếc ghế đầu bên cạnh lên đi về phía bên này. Sau đó một người đàn ông mặc tạp dề từ trong bếp cầm dao ra, đi tới phía sau lưng ông chủ mập mạp. tốc độ cùng phản ứng của ông ta tương đối nhanh nhẹt, hơn nữa hành động còn gọn gàng, mau lẹ. trông dáng dấp chắc hẳn không phải là lần đầu tiên làm như vậy. thấy vậy trong mắt diệp thu cũng lóe lên tia sáng lạnh lẽo lạnh lùng nói thế nào chuẩn bị động thủ phải không nhóc con đừng nói là tôi hù dọa anh dám ăn cơm ở tiệm của ông đây xong lại không trả tiền ăn quyệt à chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đâu tôi khuyên cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho thật kỹ ngoan ngoãn đưa tiền hoặc là ăn đòn so sánh tính toán thử nên chọn cái nào ông chủ mập mạp nhìn diệp thu mặt đầy vẻ phách lối nói nếu ông cho tôi hai lựa chọn tôi cũng cho các ông hai lựa chọn. Một là bây giờ để tôi đi, hai là tôi sẽ đập tiệm các ông. Các ông cũng nên suy nghĩ thật kỹ một chút. Khóe miệng Diệp Thu cong lên một nụ cười lạnh, đầy vẻ bông đùa nói. Lời này vừa nói ra. Ông chủ mập mạp cùng với người phục vụ cùng đầu bếp ở sau lưng đều thoáng ngẩn ra. Ngay sau đó là một tràn cười đầy khinh bỉ, vang vọng toàn bộ tiệm cơm. Ôi chào mẹ ơi, tên nhãi này muốn chọc cười tôi sao, còn muốn đập tiệm cơm của chúng ta cơ đấy anh ta cho mình là ai vậy đại ca xã hội đen sao nói chuyện kiêu ngạo ngất trời như thế một tên phục vụ trong đó mặt đầy vẻ khinh thường nói đúng vậy tôi đã từng thấy vài người ra vẻ nhưng còn chưa thấy qua người nào như thế này cả một mình anh ta mà cũng dám nói ra như vậy anh ta không sợ bị chúng ta đánh đến thừa sống thiếu chết sao một tên phục vụ khác tiếp lời với giọng điệu cực kỳ coi thường tôi nói này Đừng nói nhảm với cậu ta nữa, trực tiếp đánh đi, đánh cho tàn phế. Một tên nhóc con thôi mà cũng dám ngang nhiên trên địa bàn của chúng ta như thế này. Tôi thấy cậu ta chính là thiếu dạy dỗ rồi." Người đàn ông mặc đồng phục đầu bếp liếc mắt nhìn Diệp Thu nói. "Ông ta thấy dám ở chỗ này gây chuyện." Diệp Thu đúng là muốn tàn phế rồi. Nghe xong những lời này, nụ cười đắc ý trên mặt ông chủ mập mạp càng tăng lên. Ông ta hung dữ trợn mắt nhìn Diệp Thu cười lạnh nói, nhóc con, nghe thấy chưa? Mấy anh chàng phục vụ này rất bất mãn với thái độ của anh đấy. Nếu bây giờ anh không lập tức quỳ xuống xin lỗi chúng tôi, như vậy tôi đoán chừng, hôm nay anh chỉ có thể bị khiêng cáng ra ngoài mà thôi. Nói như vậy, nghĩa là ông không muốn để tôi bình yên vô sự đi ra ngoài đúng không? Khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, mặt đầy vẻ đùa cợt nói. Ồ, không trả tiền còn muốn đi sao? Anh xem nơi này của tôi là nơi nào chứ? Huống chi, bây giờ tôi đã thay đổi chủ ý rồi. Hôm nay cho dù anh có trả tiền, cũng đừng hòng mong rời khỏi đây. Nếu không dọn dẹp anh thì sau này tôi sao có thể mở tiệm ở đây nữa chứ? Đợi mà tàn phế đi." Ông chủ mập mạp cười lạnh nói. Ngay sau đó, ông ta trực tiếp nhìn về phía các thực khách đang dùng bữa trong tiệm, hô lớn: "Thưa quý khách, thật ngại quá, tôi có chút chuyện nhỏ cần xử lý, xin mọi người đi ra ngoài trước." đợi lát nữa tôi xử lý bên này xong mọi người trở về ăn tiếp sau tin tưởng tôi rất nhanh thôi nghe thấy vậy những thực khách kia cũng ngại phiền toái rối rít đứng dậy đi ra ngoài tiệm chỉ chốc lát sau bên trong tiệm cơm vốn náo nhiệt lập tức không còn một vị khách nào cả tất cả đều đi ra bên ngoài thấy vậy ông chủ mập mạp vẫy tay với người phục vụ ở phía sau lưng cười lạnh nói kéo rèm cửa trong tiệm của chúng ta xuống thuận tiện kéo cả rèm cửa sổ nữa Cảnh tượng máu me thế này, tôi không muốn để cho người ngoài nhìn thấy. Vâng ạ." À, nhân viên phục vụ kia tuyết miệng cười đáp, sau đó chạy tới cửa tiệm, kéo rèm cửa xuống, sau đó thuận tay kéo cả rèm cửa sổ. Lúc này, bên trong và bên ngoài tiệm cơm đã hoàn toàn ngăn cách với nhau, người ngoài không có cách nào quan sát được tình huống ở bên trong tiệm cơm cả. Ông chủ đã sắp xếp xong rồi. Chương 484: San bằng tất cả bên ngoài tiệm cơm những thực khách kia sau khi đi từ trong ra cũng không rời đi bọn họ thấy người phục vụ kéo rèm cửa chính cùng cửa sổ xuống thì đều lắc đầu ôi tên nhóc kia xong đời rồi lần này không tàn cũng phế mà ai bảo cậu ta thích ra vẻ thế cơ chứ một người biết rõ là không đánh lại chịu thiệt một chút thanh toán tiền cho xong không được sao coi như mua được một bài học kết quả cậu ta lại cứng đầu thế nào cũng muốn cậy mạnh lần này xem như xui xẻo vậy nhưng mà ông chủ này cũng ác thật, thấy người lạ mặt vào lại làm thịt ngay. Là tôi thì tôi cũng không phục. Không phục thì thế nào chứ? Giống như tên nhóc bên trong kia à? Vậy kết quả bây giờ thế nào? Các ông cứ chờ mà xem, tên nhóc này chắc chắn tiêu đời rồi. Đúng vậy, nếu mới vừa rồi cậu ta chọn trả tiền, không nói nhiều như vậy thì tốt rồi, bây giờ. Ôi, lát nữa giúp cậu ta gọi 120 vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bàn luận sôi nổi. Có người vì Diệp Thu mà bất bình, cũng có người cảm thấy Diệp Thu không biết thức thời, còn có cả tiếc hận thay cho anh nữa. Nhưng tóm lại, bọn họ đều cảm thấy lần này Diệp Thu khó mà thoát khỏi tai kiếp này. Không thể đùa được, người của quán cơm cộng thêm hai tên phục vụ nữa, tổng cũng đến 6 7 người. Còn có hung khí cầm trong tay. Mà Diệp Thu thì thế nào? Chỉ có một thân một mình anh. Thế này mà không bị đánh đến tàn phế cũng hơi lạ thậm chí còn có người còn gọi xe cứu thương chuẩn bị trước cho Diệp Thu nữa. Đúng như dự đoán, không bao lâu sau, trong tiệm cơm truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt cùng tiếng kêu la thảm thiết. Mặc dù mọi người không nhìn thấy tình trạng bên trong, nhưng thông qua âm thanh cũng có thể nghe được tình huống thảm thiết trong đó. Bọn họ cảm thấy, lần này Diệp Thu khoảng 8, chính phần là ngoẻo rồi. Nhất định anh sẽ bị bọn họ hành hung hội đồng. Cuối cùng muốn có bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu. Ước chừng khoảng một phút trôi qua, tiếng kêu la thảm thiết bên trong tiệm cơm chợt ngưng lại. Điều này khiến cho mọi người thoáng ngẩn ra. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Thu đã không trụ được nữa. Mà ngay lúc này, bên trong tiệm cơm lại vang lên tiếng đập nồi đập chén, cùng với tiếng thủy tinh rơi vỡ tung tóe. Cứ hết âm thanh này đến âm thanh khác, thậm chí tiếng kêu la thảm thiết còn lớn hơn so với trước đó điều này khiến cho đầu óc của mọi người cực kỳ mơ hồ. Cứ như vậy kéo dài khoảng chừng 10 phút đồng hồ. Âm thanh đập đồ rốt cuộc cũng dừng lại. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng. Xem cửa của tiệm cơm đột nhiên bị người ta kéo ra. Ngay sau đó, một bóng dáng đi ra từ bên trong tiệm cơm. Mà sau khi mọi người nhìn thấy bóng dáng kia, ai nấy đều trợn tròn cả mắt. Bởi vì người đó không phải ai xa lạ, mà chính là Diệp Thu. Hơn nữa quan trọng nhất là, trông Diệp Thu không hề bị tổn hại chút nào cả, một vết thương nhỏ cũng không có. Điều này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, trên đầu hiện đầy dấu chấm hỏi. Nếu Diệp Thu không hề hấn gì cả, vậy thì tiếng đánh nhau vừa rồi, còn có tiếng kêu la thảm thiết kia là chuyện gì xảy ra vậy? Nghĩ tới đây, mọi người vội vàng xoay đầu về phía cửa tiệm cơm, cố gắng nhìn vào bên trong. Vừa nhìn, tất cả đều sợ đến ngây người. Bên trong tiệm cơm vô cùng hỗn loạn. Nồi chén gáo chậu bình rượu bể đầy đất. Bàn ghế các loại đều gãy thành mấy khúc. Còn thức ăn trên bàn thì rơi vãi đầy đất. Thậm chí hai chiếc cầu thang đi lên lầu trên cũng bị phá nát. Toàn bộ tiệm cơm đã không ra hình thù gì nữa. Giống như vừa bị phá bỏ để rời đi vậy. Một đống hoang tàn, mà ông chủ mập mạp cùng với bảy tên phục vụ giờ phút này mặt mũi đều sưng phù, đang nằm trên đống phế tích, rên la thảm thiết nhìn thấy cảnh tượng này toàn bộ mọi người đều sợ đến ngây người hóa ra tiếng kêu la thảm thiết vừa rồi lại là của nhóm ông chủ mập mạp kia mà diệp thu từ đầu đến cuối đều không có chuyện gì cả không chỉ có như vậy anh còn đem đám người ông chủ mập mạp kia đánh cho sống dở chết dở phá hủy cả tiệm cơm của ông ta giờ phút này tiệm cơm của ông chủ mập mạp trên cơ bản đã hoàn toàn bị hư hao không cách nào sửa chữa lại được nữa gần như không thể tiếp tục kinh doanh. Điều này làm cho mọi người ở đây đều hít một ngụm khí lạnh vào, nhìn vào trong mắt Diệp Thu, tràn đầy kiêng kỵ. Chuyện này, đúng là một người có năng lực mà, vừa rồi những lời anh nói ở trong đó, hoàn toàn không phải giả bộ. Mà là anh thật sự có bản lĩnh, mới có thể nói như vậy. Sức thật lực thật, nghĩ tới đây, mọi người ai nấy đều phải nuốt một ngụm nước bọt. Sau khi Diệp Thu đi ra khỏi tiệm cơm cảm nhận được ánh mắt của mọi người, khóe miệng cũng cong lên một nụ cười áy náy, nhàn nhạt nói, thật không phải rồi, vừa rồi không cẩn thận đã đập vỡ hết mâm cơm của mọi người rồi. Nếu như ai còn chưa kịp ăn, hoặc là ăn chưa no thì bây giờ có thể tìm tôi để thanh toán. Nhưng mà, mọi người nghe xong những lời này, đều vội vàng lắc đầu. Đầu lắc như trống bùa vậy. Đùa gì vậy? Sao bọn họ dám tìm Diệp Thu để thanh toán cơ chứ? có cho tiền bọn họ cũng không có dũng khí này. Huống chi, phần lớn mọi người đều vừa mới bắt đầu vào ăn, còn chưa thanh toán tiền gì cả. Cũng chưa tính là tổn thất gì, tìm một chỗ khác để ăn cơm là được. Thấy mọi người không ai tới tìm anh để thanh toán cả, Diệp Thu đành lắc đầu, cười một tiếng, nhàn nhạt nói, đã như vậy thì tôi đi trước nhé. Nói xong, Diệp Thu không nói gì thêm, trực tiếp xoay người đi tới bên lề đường. Mà ngay lúc này, tiếng xe thể thao từ đâu đột ngột vang lên. Điều này làm cho ai nấy đều phải sướng sờ một thoáng. Ngay sau đó, một chiếc xe thể thao Bugatti phiên bản giới hạn trị giá hơn trăm triệu dừng lại trước mặt Diệp Thu. Cửa xe mở ra, người lái xe là Âu Dương Hạo. Ông chủ, lên xe đi, đã xong việc rồi, bây giờ chúng ta có thể qua đó để Thu mua công ty Long Phương rồi. Âu Dương Hạo tét miệng cười nói. Ừ, diệp thu gật đầu sau đó trực tiếp ngồi lên xe ong 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 tiếng nổ máy của xe thể thao lại vang lên ngay sau đó bugatti lấy tốc độ cực nhanh nghênh ngang rời đi nhìn thấy cảnh tượng này ai nấy đều ngu người trời đất quỷ thần ơi hóa ra thật sự không phải là một người thiếu tiền ngồi xe thể thao bugatti đắt đỏ như vậy khó trách lại nói chuyện cứng thế có thực lực lại có tiền người như vậy ai chọc vào đúng là xui xẻo mà nghĩ tới đây mọi người đều nhìn về phía ông chủ mập mạp ở bên trong tiệm cơm đã bị đánh thành đầu heo kia trong mắt lóe lên sự giễu cợt hiển nhiên tiệm cơm của ông chủ mập mạp luôn làm trời làm đất kia lần này đã gặp phải người đáng gầm rồi tuy nhiên đây cũng là do ông chủ mập mạp kia đáng đời xui xẻo thôi ai bảo ông ta lại làm ra cái thực đơn giá trên trời thường xuyên hại người khác như thế chứ lần này lại chân chính gài bẫy một dân đàn anh chính hiệu. Thế này gọi là quả quyết giày có móng tay nhọn mà. Không phải không gặp quả báo, mà chỉ là chưa tới lúc đó thôi. Tất cả đều do lỗi của ông chủ mập mạp kia phải tự mình gánh, không oán được người khác, cũng càng không đáng để thông cảm. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Long Phương, Giang Châu. Đây được xem như một công ty mậu dịch trong top 10 công ty được đưa ra thị trường ở Giang Châu chương 485, phá hư chuyện tốt. Công ty mậu dịch Long Phương, phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc. Giờ phút này, Vương Đặc Nam đang vô cùng đắc ý ngồi trước bàn máy vi tính. Mà trong máy tính là phương án mà anh ta đã dùng cả buổi trưa nay để viết ra, liên quan tới việc tấn công trả thù tập đoàn Lâm Thị. Mỗi một bước trong đó anh ta đều viết cực kỳ cặn kẽ. Giờ phút này, anh ta đang ngồi trước máy vi tính, thưởng thức tác phẩm của mình xem lại toàn bộ một lần, chắc chắn không còn vấn đề gì nữa. Anh ta bỏ phương án này vào trong USB, chuẩn bị đưa cho Tổng Giám Đốc Triệu Thiết xem thử một chút. Dù sao cắt đứt hợp tác với tập đoàn Lâm Thị, sau đó đổi sang đối địch chèn ép bên đó. Còn phải có sự đồng ý của Tổng Giám Đốc Triệu Thiết mới quyết định được. Tuy nhiên, Vương Đặc Nam có lòng tin. Bởi vì Tổng Giám Đốc Triệu Thiết cũng đã bất mãn với tập đoàn Lâm Thị từ lâu. Rất nhiều lần trong quá trình hợp tác với công ty mậu dịch Long Phương, tập đoàn Lâm Thị đã nhiều lần không đồng quan điểm với công ty bọn họ. Tổng giám đốc Triệu Thiết vẫn luôn muốn tìm cách gây phiền phức cho tập đoàn Lâm Thị, nhưng vẫn chưa mượn được cái cớ nào hợp tình hợp lý cả. Vì vậy, anh ta cầm USB lên, không khỏi nóng lòng mà ra khỏi phòng làm việc. Phòng làm việc của tổng giám đốc cũng cách phòng của anh ta không xa mấy. Chỉ vài phút sau, Vương Đặc Nam đã đi tới trước cửa phòng làm việc của Triệu Thiết. Bởi vì quan hệ rất thân thiết với Triệu Thiết, cho nên anh ta không gõ cửa, mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tuy nhiên, tiếp theo đó, anh ta thấy được một cảnh tượng không nên thấy. Một cô thư ký lễ tân của công ty đang cùng Triệu Thiết ôm ấp trên ghế sofa, làm một vài chuyện không hợp với thiếu nhi. Mà trang phục của hai người bọn họ đều đã được cửa phân nửa, kích tình triền miên vương đặc nam lúc này bất ngờ tiếng vào làm cho hai người bọn họ giật cả mình a à, nữ thư ký hấp dẫn chợt phát ra một tiếng hét chói tai vội vàng đưa tay kéo quần áo của mình lão vương sao cậu đi vào mà không gõ cửa thế triệu thiết tức giận liếc nhìn vương đặc nam không vui nói ôi ôi thật sự xin lỗi tôi cũng không ngờ hai người thật xin lỗi vương đặc nam vội vàng che mắt lại lui ra ngoài hơn nữa còn thuận tay đóng cửa phòng làm việc lại khoảng chừng vài phút sau nữ thư ký từ bên trong phòng làm việc đi ra thật đáng ghét mà nữ thư ký tức giận liếc nhìn vương đặc nam sau đó lắc lư bờ mông quyến rũ đi về phía đại sảnh của công ty thấy vậy trong mắt vương đặc nam cũng chợt lóe lên ánh sáng dục vọng nói thật anh ta đã thèm cô thư ký này đã lâu vóc dáng nóng bỏng da lại trắng nõn nhất là giọng nói on ẻn tương đối mê người kia. Âm thanh kia của cô ta mỗi lần vang lên, đều khiến cho người ta không chịu nổi mà. Vương Đặc Nam đã nhiều lần ném cảnh ô lưu ra cho cô thư ký này. Kết quả cô ta đều không để ý đến Vương Đặc Nam. Khi đó, Vương Đặc Nam còn tưởng rằng cô ta là một cô gái vì trinh tiết cơ. Nhưng bây giờ nhìn lại, hóa ra người ta là đã leo lên cành cây cao hơn rồi. Còn lại cùng Tổng Giám Đốc Triệu Thiết nữa chứ. Chuyện này khiến Vương Đặc Nam phải thầm mắng thứ lẳng lơ như cô ta trong lòng hàng trăm lần. Anh ta thật sự không biết triệu thiết có gì tốt. Vừa mập, vừa hói, lại còn bụng bia. Cùng lắm chỉ hơn anh ta một cấp bậc chức danh thôi, còn bất kỳ phương diện nào khác cũng không sánh bằng anh cả. Vương Đặc Nam lại thầm mắng thêm một câu, gái điếm không biết chọn hàng. Sau đó trên mặt lại nở một nụ cười giả tạo, đẩy cửa phòng làm việc đi vào. Mà bên trong phòng làm việc, Triệu Thiết đã ăn mặc chỉnh tề, đang ra vẻ ngồi trước bàn trà thưởng thức. Nếu không phải Vương Đặc Nam đột một sông tới phát hiện ra một màn kia. Nghĩ thế nào anh cũng không thể liên tưởng đến việc vừa rồi Triệu Thiết cùng nữ thư ký ở trên ghế sofa làm chuyện đó đâu. Tổng giám đốc Triệu, thật sự có lỗi quá. Vương Đặc Nam mặt đầu nịnh hót tiến đến, vội vàng nhận sai với Triệu Thiết. Không sao, ngồi đi. Triệu Thiết tỏ ý không sao cả, chỉ vào ghế sofa bên cạnh, mỉm cười nói. Được rồi. Vương Đặc Nam vội vàng ngồi xuống ghế sofa, sau đó giơ ngón tay cái về phía Triệu Thiết, nịnh nọt nói Triệu Tổng đúng thật là không giảm oai phong năm đó mà. Ha ha ha. Triệu Thiết hài lòng cười to, sau đó pha trà ngon đưa cho Vương Đặc Nam một tách, mỉm cười hỏi, Lão Vương à, gấp như vậy tìm tôi có chuyện gì thế? Đương nhiên là có chuyện quan trọng muốn cùng anh thương lượng rồi vương đặc nam cười thần bí nói ồ chuyện gì vậy triệu thiết híp mắt anh đợi một lát vương đặc nam khoát tay sau đó lấy một chiếc máy tính sách tay bên cạnh tới cắm usb của mình vào mở phương án trả thù vừa rồi tự mình mới viết ra sau đó đưa máy vi tính cho triệu thiết triệu thiết nhíu mày cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình máy tính một lúc sau đó khóe miệng cũng cong lên một nụ cười lạnh lùng nói sao cậu biết gần đây tôi chuẩn bị ra tay với tập đoàn lâm thị vậy hắc hắc, hai chúng ta hiểu rõ nhau mà. Tôi biết anh đã sớm không vừa mắt tập đoàn Lâm Thị, vừa vặn tôi cũng như thế, không bằng. Cứ theo kế hoạch này của tôi mà thực hiện đi. Vương Đặc Nam xấu xa cười một tiếng, đề nghị. Chuyện này không thành vấn đề, quan trọng là tỷ lệ thành công khoảng bao nhiêu. Triệu Thiết suy nghĩ một thoáng, nghi ngờ hỏi. Để tôi tự mình thực hiện kế hoạch này thì 100%, chỉ cần công ty chịu ủng hộ tôi tôi tuyệt đối có lòng tin sẽ đưa được tập đoàn lâm thị xuống địa ngục hơn nữa sẽ để cho bọn họ vĩnh viễn không có cách nào xoay mặt được vương đặc nam cười lạnh nói trông dáng dấp của cậu có vẻ như rất hận tập đoàn lâm thị triệu thiết hít mắt lại mặt đầy nghiền ngẫm nói tôi đương nhiên là hận bởi vì vợ chồng lâm thanh nhã của tập đoàn lâm thị đã hại tôi quá thảm bọn họ cùng tôi không đội trời chung nếu như có cơ hội tôi muốn bọn họ phải chết vương đặc nam cắn răng hung dữ nói. Ồ, lợi hại, tôi thích, đã như vậy, thế thì anh cứ làm đi. Công ty bên này có tôi, tôi sẽ toàn lực ủng hộ cậu. Tôi không quan tâm quá trình, tôi chỉ quan tâm đến kết quả, đó là làm cho tập đoàn Lâm Thị phá sản, có thể làm được không? Triệu Thiết cười lạnh hỏi. Không thành vấn đề. Vương Đặc Nam vội vàng gật đầu, mặt đầy coi thường nói, Triệu Thiết, xin anh cứ yên tâm, có tôi ra tay, chỉ cần công ty chúng ta ủng hộ mạnh mẽ, thì việc chơi chết tập đoàn Lâm Thị kia dễ như trở bàn tay thôi mà. Nói thật, ở trong mắt của tôi, bọn họ chỉ như một đống cặn bã thôi. Rất tốt. Triệu thiết vỗ đùi, cười lạnh nói, dù sao ông đây vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo kia của Lâm Thanh Nhã là đã thấy phiền rồi. Phải nhanh chóng đánh nát tập đoàn Lâm Thị cho tôi. Ông đây muốn cô ta phải quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi ngủ với cô ta. Ha ha ha, ngày đó sẽ không xa đâu. Vương Đặc Nam tuét miệng cười to nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 486, bây giờ tôi là ông chủ của các anh. Triệu Thiết cùng Vương Đặc Nam đang ngồi trong phòng làm việc, chuẩn bị cũng ly nhau chợt giật mình. Tách trà trong tay cũng rơi xuống đất, nước trà vung vãi khắp nơi. Mẹ kiếp, ai vậy hả, dám đạp cửa của ông đây, không muốn sống nữa đúng không? Sắc mặt Triệu Thiết nhất thời trầm xuống, cắn răng, tức giận mắng đúng vậy là tên khốn kiếp nào thế cút nhanh ra đây xem thử nào hôm nay nhất định không để mày bước ra khỏi đây vương đặc nam cũng ngùa theo giận dữ nói ồ vậy sao hôm nay không ra khỏi đây chỉ sợ là hai người các anh một giọng nói mang theo vẻ bông đùa truyền từ ngoài cửa vào nghe thấy giọng nói này vương đặc nam hơi sững sờ bởi vì âm thanh này anh ta nghe thấy có hơi quen thuộc mà ngay lúc nào một bóng dáng đi vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Hai người bọn họ vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau khi Vương Đặc Nam nhìn thấy rõ ràng bóng dáng kia, cả người chợt ngây ngốc tại chỗ. Bởi vì bóng dáng ấy không phải ai xa lạ, mà chính là Diệp Thu. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Vương Đặc Nam trở nên vô cùng âm trầm. Hai mắt anh ta trợn trừng nhìn Diệp Thu, cắn răng nghiến lợi nói, khốn kiếp, lại là anh. Anh không muốn sống nữa có phải không? Nói xong, anh ta vội vàng nhìn về phía triệu thiết chỉ vào diệp thu hung hăng nói triệu tổng chính là anh ta anh ta chính là chồng của lâm thanh nhã tổng tài tập đoàn lâm thị diệp thu ồ tên ở dễ phế vật nổi danh giang châu đấy à triệu thiết nhướn mày lên trong mắt tràn đầy khinh thường sau đó anh ta hung giữ trợn mắt nhìn diệp thu mặt đầy vẻ khinh miệt nói này đồ không biết sống chết kia là ai cho anh dũng khí dám đến công ty của bọn tôi đạp cửa phòng làm việc của tôi hả anh chán sống rồi đúng không các anh nói chuyện với tôi tốt nhất là nên khách khí một chút bởi vì bây giờ nếu bàn về thân phận tôi hẳn được xem là ông chủ của hai người các anh khóe miệng diệp thu hơi cong lên một nụ cười đầy vẻ bông đùa nghe thấy lời này triệu thiết cùng vương đặc nam hơi sừng sốt ha 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 trong lúc nhất thời hai người bọn họ cười nhạo đầy châm chọc nhất thời vang vọng cả phòng làm việc ôi chao mẹ ơi tôi thấy tên nhãi nhà anh là bị mắc chứng vọng tưởng đúng không còn muốn làm ông chủ của bọn tôi à biết ông chủ của hai chúng tôi là ai không chính là chủ tịch của công ty chúng tôi đấy chỉ bằng anh ngà một tên ở rể ăn bám phế vật mà còn muốn trở thành chủ tịch của công ty chúng tôi còn có thể chọc cười hơn nữa sao triệu thiết liếc mắt nhìn diệp thu mặt đầy khinh bỉ châm chọc nói ha 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 tôi thấy anh bị ảo tưởng quá rồi đấy. Chưa thấy ai khoác lác giống như anh vậy cả, cho dù muốn thôi phồng lên, thì phiền anh đi ra ngoài ấy, ở ngoài đường cái tìm đại một người nào đó mà khoác lác, được chứ? Có lẽ khi đó người ta còn có thể tin đấy. Bây giờ anh lại chạy đến Long Phương của chúng tôi, ở trước mặt hai xếp tổng cùng xếp phó khoác lác mình là chủ tịch của công ty này. Anh nói xem trông anh có nực cười không, anh thế này cũng không gọi là khoác lác giỏi đâu, mà là ngu ngốc, biết chưa? vương đặc nam diếu cợt cười to nói nhưng mà trước giọng điệu đầy châm biếm của hai người bọn họ gương mặt diệp thu vẫn không hề gợn sóng anh trực tiếp nhấc chân đi tới trước bàn làm việc của tổng giám đốc ngồi xuống ghế xoay lớn kia thấy cảnh tượng này triệu thiết cùng vương đặc nam chợt ngẩn cả người ra này nhóc con nói mày đấy mày đặc biệt thật sự không muốn sống nữa đúng không chỗ ngồi của ông đây mà một tên ở rể phế vật ăn bám như mày cũng có thể ngồi à mau cút xuống cho ông nếu không mày có tin hôm nay ông đây không để cho mày đi ra khỏi cánh cửa phòng này không triệu thiết trận trắng mắt nhìn diệp thu sắc mặt đầy âm trầm nói bởi vì anh ta thấy việc tên phế vật diệp thu này ngồi vào ghế của mình đó là một sự sỉ nhục vô cùng lớn diệp thu anh thật sự không biết xấu hổ đấy à tới địa bàn của long phương chúng tôi lại còn dám điên loạn như vậy xem ra hôm nay không để anh biết điều một chút anh thật sự sẽ không biết trời cao đất rộng gì cả mà. Không biết mã vương ra có mấy con mắt đúng không? Vương Đặc Nam trợn mắt nhìn Diệp Thu, mặt đầy khinh thường nói. Xem ra, tôi đã đưa ra đề xuất, mà hai người các anh cũng không nghe lọt. Tôi nghĩ không có bất kỳ ông chủ công ty nào lại vui vẻ để cấp dưới của mình sỉ nhục cả, đúng chứ? Cho nên, tôi tuyên bố, bắt đầu từ giờ phút này, hai người các anh bị đuổi. Diệp Thu cong môi nở một nụ cười đầy diễu cợt, thản nhiên nói. Ôi trao trời đất ơi, mày tưởng tượng đến điên rồi đúng không? Thật sự nghĩ mình là chủ tịch đấy à? Đầu óc mày bị vào nước rồi. Triệu thiết hung hăng liếc nhìn Diệp Thu, mặt đầy khinh bỉ nói. Diệp Thu, anh cho rằng anh là ai? Anh nói muốn đuổi chúng tôi thì đuổi được đấy à? Thật sự nghĩ mình có cái quyền đấy à? Lâm Thanh Nhã cũng không có tư cách nói như vậy đâu, biết không? Vương Đặc Nam mặt đầy khinh miệt nói. Ngay sau đó, anh ta trực tiếp nhìn về phía Triệu Thiết, đề nghị nói, Triệu Tổng, em thấy tên nhóc này có 89 phần là điên rồi. Đừng nói nhảm với anh ta nữa, trực tiếp tìm bảo vệ tới, đánh cho anh ta một trận đã rồi nói tiếp sau. Ý kiến hay. Triệu Thiết gật đầu, ngay sau đó trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm số phòng an ninh, nói alo, tôi là Tổng Giám Đốc Triệu Thiết đây. Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc trên này có một tên bị bệnh thần kinh tiến vào, lập tức gọi người tới xử lý mau nói xong triệu thiết lập tức cúp điện thoại nhìn diệp thu cười lạnh nói nhóc con lập tức mày sẽ biết thế nào gọi là tuyệt vọng diệp thu ơi là diệp thu đây là do chính anh không biết sống chết mà tới công ty mậu dịch long phương của chúng tôi đợi mà bị đánh đến tàn phế đi cho dù ông trời có xuống đây cũng không cứu được anh đâu vương đặc nam mặt đầy vẻ coi thường cười lạnh nói ồ thật sao khóe miệng diệp thu hơi cong lên vừa dứt lời. Bên ngoài phòng làm việc lập tức truyền đến hàng loạt tiếng bước chân. Trên mặt triệu thiết cùng vương đặc nam cũng hơi ngẩn ra. Hiệu suất làm việc của phòng bảo vệ trở nên nhanh như vậy từ lúc nào thế? Dưới ánh mắt nghi hoặc của hai người bọn họ, một đám người mặc quần áo đen, mang kính dâm sông vào trong phòng làm việc. Chuyện này khiến cho gương mặt của Vương Đặc Nam cùng Triệu Thiết hơi biến sắc. Bởi vì bọn họ không phải là bảo vệ của Long Phương trong ánh mắt ngờ vực đó những vệ sĩ kia xếp thành hai hàng đứng hai bên ngay sau đó hai bóng người từ bên ngoài bước vào là một người đàn ông trung niên cùng với một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn thấy vậy sắc mặt của triệu thiết cùng vương đặc nam lập tức thay đổi người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn kia bọn họ không biết nhưng người đàn ông trung niên kia bọn họ biết rất rõ bởi vì ông ấy chính là chủ tịch của công ty mậu dịch long phương đại boss, cấp trên của hai người bọn họ. chương 487, dọn dẹp rồi mũi. Anh Diệp, Lưu Nhất Long lại gọi Diệp Thu là anh Diệp, nên biết rằng, thân phận của Lưu Nhất Long là ở cấp bậc nào? Chính là chủ tịch của công ty mậu dịch Long Phương đấy, giá trị con người bạc tỷ trong giới kinh doanh. Mà Diệp Thu thì thế nào? Chẳng qua chỉ là một tên ở rể nhà họ Lâm. Lấy thân phận của Lưu Nhất Long. Cho dù là chủ tịch Lâm Thanh của tập đoàn Lâm Thị đến, cũng hoàn toàn không cần phải khách khí như vậy. Mà giờ phút này, trong ánh mắt của Lưu Nhất Long nhìn về phía Diệp Thu, lại tràn đầy cung kính. Điều này thực sự làm hai người bọn họ cực kỳ hoảng sợ, trong lúc nhất thời, trong đầu hiện lên đầy sự nghi vấn. "Chủ tịch à, ông không nhầm đấy chứ? Sao ông lại gọi Diệp Thu là anh Diệp vậy? Anh ta cùng lắm cũng chỉ là một tên ở rể nhà họ Lâm thôi mà." Triệu Thiết nhìn Lưu Nhất Long, mặt đầy khó hiểu hỏi đúng vậy chủ tịch diệp thu chỉ là một tên phế vật ăn bám mà thôi ông không cần phải khách khí với anh ta như thế đâu vương đặc nam cũng nói theo nghe thấy giọng điệu của hai người bọn họ lưu nhất long nhất thời cảm thấy ra đầu tê dại một trận vội vàng quay đầu hung giữ trợn mắt nhìn triệu thiết cùng vương đặc nam trầm giọng hét lên hai người các cậu im miệng lại cho tôi nếu để cho tôi nghe từ trong miệng các cậu một chữ nào nữa tôi sẽ lập tức kêu vệ sĩ ném các cậu từ trên lầu xuống dưới hai người bọn họ giật mình vội vàng ngậm miệng lại đi theo lưu nhất long làm cấp dưới của ông ta lâu như vậy bọn họ cực kỳ hiểu rõ cách làm người của lưu nhất long chuyện mà lưu nhất long nói chắc chắn ông ta sẽ làm được mà lưu nhất long nói sẽ ném bọn họ từ trên lầu xuống nhất định cũng sẽ như thế cho nên hai người bọn họ nhất thời sợ hãi không dám lên tiếng nữa ngậm miệng lại thật chặt thấy vậy lưu nhất long lúc này mới thở phào nhẹ nhóm quay đầu nhìn về phía diệp thu vô cùng cung kính nói anh diệp à thật sự có lỗi quá là bình thường tôi dạy dỗ không tốt mới để cho công ty xuất hiện hai tên bại hoại như thế này mong anh thứ lỗi không sao bất cứ nơi này cũng sẽ xuất hiện loại ruồi mũi thế này đây là chuyện hết sức bình thường diệp thu khoát tay cười nhẹ nói cảm ơn anh diệp đã hiểu lưu nhất long thở phào nhẹ nhóm như được đại xá vậy chuyện thu mua công ty, Âu Dương Hảo đã nói rõ với ông rồi chứ. Diệp Thu nhìn Lưu Nhất Long, nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, Lưu Nhất Long nhìn Âu Dương Hảo ở bên cạnh, vội vàng gật đầu, vô cùng cung kính nói, anh Âu Dương đã nói rõ với tôi rồi. Có thể đem công ty bán cho anh, đó là vinh dự vô cùng to lớn của tôi, tôi cực kỳ sẵn lòng. Từ hôm nay, công ty hữu hạn mậu dịch Long Phương, chính là của anh. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của triệu thiết cùng vương đặc nam ở bên cạnh đại biến cả hai đều sợ đến ngây người đua gì vậy lưu nhất long bán công ty mậu dịch long phương đi sao mà người thu mua công ty lại là tên ở rể phế vật diệp thu anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ huống chi cho dù anh ta có tiền công ty mậu dịch long phương những năm gần đây không ngừng phát triển có tiền đồ rất lớn cho bao nhiêu tiền lưu nhất long cũng không bán nhưng sao bây giờ lại đột một bán đi vậy chứ chuyện này làm cho trong đầu hai người bọn họ nhất thời càng thêm nhiều nghi vấn ừ rất tốt diệp thu hài lòng gật đầu sau đó nhìn lưu nhất long nói tuy nhiên ông cũng yên tâm tôi sẽ không chiếm tiện nghi của ông đâu nên cho ông bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ không thiếu của ông một phần nào cả tôi vô cùng yên tâm thật ra cho dù anh diệp một phân tiền cũng không cho tôi tôi cũng sẵn lòng ạ à. lưu nhất long mặt đầy nịnh hót nói thật ra thì lúc Âu Dương Hạo vừa mới tới tìm ông ta. Có nói gì ông ta cũng không chịu bán công ty đi. Dẫu sao cũng đúng như triệu thiết cùng Vương Đặc Nam nghĩ. Công ty mậu dịch Long Phương đang trên đà phát triển, có thể nói là có tiềm lực vô cùng to lớn. Lúc này bán đây, thật sự là một hành động vô cùng ngu xuẩn. Nhưng mà, khi Âu Dương Hạo nói ra thân phận cùng bối cảnh phía sau của Diệp Thu, Lưu Nhất Long lập tức đồng ý đùa gì vậy chứ? Thân phân cùng bối cảnh của Diệp Thu thật sự quá sức đáng sợ. Nếu ông ta không bán, không những không có được một phân tiền nào cả, mà ông ta có thể tự bốc hơi khỏi thế giới này nữa ấy chứ. Công ty mậu dịch Long Phương cũng sẽ lập tức sụp đổ thôi. Ngược lại nếu bán đi, có thể đảm bảo tối thiểu không bị thua lỗ. Coi như về hưu trước thời hạn vậy. Vậy thì không cần, Diệp Thu tôi cả đời làm việc, mặc dù không chừa thủ đoạn nào, nhưng về việc nói phải trái nên cho thì một phần cũng sẽ không thiếu mà không nên cho ai cũng đừng nghĩ tới việc lấy đi cho nên ông cứ yên tâm không có vấn đề gì đâu diệp thu khoát tay nhàn nhạt nói vâng 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 anh diệp nói đúng tôi rất đồng ý với quan điểm của anh diệp lưu nhất long vội vàng gật đầu nịnh nọt nói được rồi trước khi ông từ chức thuận tiện dọn dẹp một vài con sâu làm dầu nồi canh trong công ty đi khóe môi Diệp Thu cong lên một nụ cười bông đùa, nói. Nghe vậy, Lưu Nhất Long đương nhiên biết người Diệp Thu nói tới là ai. Vì vậy ông ta không nói hai lời, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía triệu thiết cùng Vương Đặc Nam, sắc mặt lập tức trở nên u ám, lạnh giọng mắng, hai người các cậu là thứ không biết sống chết, ngay cả anh Diệp mà cũng dám chọc vào. Các cậu có biết anh Diệp là nhân vật tầm cỡ thế nào không? Hành động của hai người các cậu thiếu chút nữa là hại chết công ty, hai chết ông đây rồi. Nói xong, Lưu Nhất Long không nói hai lời, trực tiếp vung tay lên với đám vệ sĩ, ra lệnh đánh chết bọn chúng cho tôi. Giọng nói ông ta vừa vang lên. Căn bản không cho Triệu Thiết cùng Vương Đặc Nam cơ hội cầu xin tha thứ. Đám vệ sĩ chen nhau, bất ngờ đè hai người bọn họ đứng lên. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu của Triệu Thiết cùng Vương Đặc Nam thảm thiết vang lên khắp phòng làm việc. Mà ngay lúc này bên ngoài hành lang truyền đến bước chân hỗn loạn ngay sau đó một đám người mặc đồng phục an ninh vọt vào đội trưởng đội bảo vệ dẫn đầu sông tới cũng không thấy rõ tình huống bên trong lắm há miệng đã phách lối hô to là ai dám gây chuyện ở phòng tổng giám đốc vậy hả nghe thấy lời nói này triệu thiết cùng vương đặc nam đang bị vây đánh ở bên trong còn tưởng rằng cứu binh tới vội vàng hô lớn cứu chúng tôi nhanh cứu chúng tôi nào đội trưởng đội bảo vệ nghe tiếng gọi lúc này mới nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy triệu thiết cùng phó tổng giám đốc Phương Đặc Nam đang bị một đám người vạm vỡ mặc đồ đen đè xuống đất đánh đập. Chuyện này khiến cho sắc mặt của anh ta lập tức trầm xuống. Tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc bị người ta vây đánh. Lúc này nếu không ra tay thể hiện thì còn đợi đến lúc nào chứ? Vì vậy, anh ta bèn vung tay lên, trực tiếp ngoắc tay với các nhân viên an ninh ở phía sau lưng, ra lệnh các anh em đi theo tôi, giải cứu Triệu tổng cùng phó tổng Vương nào. Tuy nhiên khi anh ta vừa dứt lời, nhóm bảo vệ đang chuẩn bị xông lên. Bên trong phòng làm việc chợt vang lên tiếng hét đầy phẫn nộ của Lưu Nhất Long, tôi xem ai dám. Nghe thấy lời này, đội trưởng đội bảo vệ chợt nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh, vô cùng khinh bỉ đáp, mày là ai mà dám? Nhưng mà, lời trong miệng anh ta còn chưa nói hết, đã lập tức tự nuốt trở vào. Bởi vì, anh ta nhìn thấy rõ diện mạo của Lưu Nhất Long chương 488, khạc nhổ vào mặt nhau, cút cho tôi. Lưu Nhất Long trầm mặt, gầm lên tại chỗ. Tuân, tuân lệnh. Đội trưởng đội bảo vệ lập tức hồn lạc phách tán, không chút do dự mà vội vàng cùng thủ hạ của mình trốn chạy ra khỏi phòng làm việc. Từ lúc anh ta tiến vào phòng làm việc đến bây giờ. Cùng lắm chỉ vừa trôi qua được một phút mà thôi. Cứ như vậy, hy vọng cuối cùng của triệu thiết cùng Vương Đặc Nam cũng tan thành mây khói hai người bọn họ bị đám vệ sĩ đè xuống đất đánh tới chết đi sống lại kêu cha gọi mẹ hơn nữa đám vệ sĩ này đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp biết rõ đánh nơi nào sẽ không chết người vì vậy giờ phút này triệu thiết cùng vương đặc nam có thể nói là sống không bằng chết bị hành hạ thảm thương chẳng bao lâu sau hai người bọn họ đã bị đánh đến không còn hình người mắt thấy bọn họ sắp hôn mê diệp thu khoát tay nhàn nhạt nói đủ rồi lưu nhất long vội vàng ra lệnh cho vệ sĩ dừng tay diệp thu đứng lên từ trên ghế đi tới trước hai người bọn họ cúi đầu từ trên cao nhìn xuống cười lạnh hỏi bây giờ cảm giác thế nào rồi xin xin anh bỏ qua cho chúng tôi triệu thiết nắm lấy giày của diệp thu hèn mọn cầu xin tha thứ anh anh diệp tôi biết lỗi rồi xin anh đừng để cho bọn họ đánh tôi nữa tôi sẽ bị đánh tới chết mất vương đặc nam khóc lóc cầu xin tha thứ tại chỗ nhìn lại sự đắc ý cùng phách lối trước kia trông giống hệt như hai người vậy bây giờ biết sai rồi sao mới vừa rồi lúc tôi thành thật đề nghị các anh các anh rất tự đắc cơ mà thế nào bây giờ tin tôi là ông chủ của các anh chưa khóe miệng diệp thu cong lên một nụ cười đầy bông đùa diễu cợt nói tin chúng tôi hoàn toàn tin tưởng hai người vội vàng gật đầu không dám nghi ngờ chút nào nữa mặc dù đến bây giờ bọn họ vẫn chưa biết rõ thân phận của Diệp Thu rốt cuộc là gì. Nhưng bọn họ đã có thể xác định rằng, người như Diệp Thu, bọn họ chắc chắn trêu chọc không nổi. Thấy vậy, Diệp Thu cũng cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, khóe mắt anh liếc nhìn về phía máy tính sách tay đang đặt trên bàn uống trà. Mà trên màn hình máy tính, chính là kế hoạch phương án mà Vương Đặc Nam đề ra, liên quan đến việc trả đũa tập đoàn Lâm Thị. Thấy vậy, khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, không người cầm máy tính. Triệu Thiết cùng Vương Đặc Nam nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy da đầu như bị tê dại, sợ đến muốn ngất đi tại chỗ. Kế hoạch số 1, trả đũa tập đoàn Lâm Thị Sao. Diệp Thu hít mắt lại, sau đó cúi đầu nhìn về phía hai người bọn họ, cười lạnh hỏi đây là ai viết. Là anh ta, tất cả đều là anh ta viết. Triệu Thiết không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chỉ tay về phía Vương Đặc Nam nói. Triệu Tổng Anh, sắc mặt Vương Đạc Nam cũng lập tức biến đổi. Anh ta không ngờ Triệu Thiết, người vừa mới đứng chung một chiến tuyến với anh ta mấy phút trước, bây giờ lại vội vàng bán đứng mình như vậy. Được lắm, Vương Đạc Nam, văn vở không tệ, viết rất có lý đấy. Xem ra anh đã tốn không ít công sức cho phương án này nhỉ. Diệp Thu vừa xem nội dung trong máy tính, vừa cười lạnh nói. Nghe vậy, Vương Đạc Nam chỉ cảm thấy da dầu như tê dại, vội vàng chê cười giải thích tôi. Tôi viết vì tiện thôi, chỉ viết qua loa thôi mà. Tùy tiện viết mà có thể viết thành thế này, nếu để cho anh nghiêm túc viết, chẳng phải là còn có thể tỉ mỉ hơn nữa sao? Xem ra oán niệm của anh đối với tập đoàn Lâm thị, với Lâm Thanh nhã vợ tôi rất sâu đấy, muốn trả thù gấp như vậy à? Diệp Thu cúi đầu nhìn Vương Đặc Nam, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cười lạnh hỏi. Không dám không dám, anh Diệp à, cho dù cho tôi 100 lá gan tôi tuyệt đối cũng không dám trả thù anh và quý phu nhân đâu. Vương Đặc Nam sợ hãi vội vã nằm dạp xuống đất, cầu xin tha thứ. Như vậy nói cách khác, anh vẫn muốn trả thù tập đoàn Lâm Thị sao? Khóe miệng Diệp Thu cong lên một nụ cười lạnh lùng. Không không không, tôi tuyệt đối không có ý đó, những chuyện này đều là do tôi nhất thời hồ đồ mà thôi. Tất cả đều là nói sằng nói bậy, xin anh Diệp ngàn vạn lần đừng tin tưởng. Vương Đặc Nam vội vàng lắc đầu nói. Ngay sau đó, trong mắt của anh to vòng vo xoay chuyển, nhanh chóng dùng tay chỉ vào triệu thiết bên cạnh, cắn răng nói, đều là do anh ta. Anh ta đối với tập đoàn Lâm Thị, còn có Lâm Tổng, đã bất mãn từ lâu. Anh ta còn nói nhất định phải để cho tập đoàn Lâm Thị phá sản, để cho Lâm Tổng quỳ xuống trước mặt anh ta, cầu xin để ngủ với anh ta. Con mẹ nó chó mà nhà anh. Triệu thiết sợ đến tái xanh, trợn trắng mắt nhìn Vương Đặc Nam, nổi giận nói, họ Vương kia, anh đừng ngậm máu phun người, tôi nói như vậy lúc nào hả? Ngược lại là anh, bình thường không có gì sao lại viết kế hoạch trả thù đó, xong xuôi còn cầm đến đưa cho tôi xem, muốn tôi ủng hộ anh thực hiện. Tôi thấy anh mới thật sự là người muốn làm tập đoàn Lâm Thị sụp đổ ấy. Mẹ nó anh mới thế, không phải cả ngày anh cứ lải nhải bên tai tôi, tập đoàn Lâm Thị không nghe lời, Lâm Thanh nhã suốt ngày lạnh lùng sao. Bây giờ còn ở chỗ này giả bộ làm người tốt, triệu thiết, anh không biết xấu hổ à, mình là thể loại gì mà trong lòng còn không biết rõ sao. Vương Đặc Nam nổi giận mắng. Vào giờ phút này, mối quan hệ vô cùng tốt giữa hai người bọn họ, vì sự sống còn, vì để không bị đánh, chiếc thuyền nhỏ hữu nghị nói lật liền lật, trực tiếp vạch trần khuyết điểm của nhau ra. Thấy vậy, khóe miệng của Diệp Thu cong lên một nụ cười đầy bông đùa. Dù sao cả hai cũng đều không phải là hạng người tốt lành gì. Cho cắn chó một miệng đầy lông, cứ để cho bọn họ tự cắn nhau vậy họ vương kia anh chính là một con sói mắt trắng ông đây bình thường đối xử với cậu không tệ mà bây giờ cậu liền bán đứng ông đây triệu thiết nhìn chằm chằm vào vương đặc nam giận dữ thốt lên cái con mẹ nhà anh ấy tôi bán đứng anh là ai bán đứng tôi trước hả mẹ nó còn cái gì mà đối xử với tôi không tệ nếu không phải tôi còn giá trị lợi dụng với anh có thể chạy chân giúp anh anh còn có thể đối xử tốt với tôi sao vương đặc nam nói toạc ra cứng rắn mở miệng dù sao vào lúc này cũng không cần phải sợ anh ta nữa trong lúc nhất thời hai người bọn họ càng mắng càng hăng sau đó lại tự đánh nhau tại chỗ triệu thiết níu chặt tóc vương đặc nam mà vương đặc nam lại trọt vào lỗ mũi của triệu thiết đừng hỏi những đòn đánh này có bao nhiêu kịch kiệt cảnh tượng này càng nhìn càng cảm thấy tức cười đủ rồi lưu nhất long thật sự không nhìn nổi nữa mặc dù ông ta đã bán công ty cho diệp thu nhưng bất kể thế nào hai người bọn họ đều là cấp dưới trước kia của ông ta một người tổng một người phó có thể nói là cánh tay phải cánh tay trái hôm nay ở trước mặt diệp thu lại bêu xấu như vậy điều này làm cho sắc mặt ông ta cực kỳ u ám cảm giác xấu hổ đến muốn độn thổ ông ta trực tiếp ngoắc tay về phía đám vệ sĩ kéo hai người kia ra buông tôi ra tôi muốn đánh chết anh ta Triệu Thiết vừa dẫy dụa, vừa giận dữ hét lên: "Nhổ vào, muốn đánh chết tôi, bằng anh sao?" Vương Đặc Nam trực tiếp phun nước bọt vào mặt Triệu Thiết, mặt đầy khinh thường post. Triệu Thiết nhất thời cũng giận đến phát điên lên, cũng khạc nhổ lại vào mặt Vương Đặc Nam. Trong phút chốc, hai người bọn họ trực tiếp tiến vào trận đại chiến phun nước bọt. Chương 489: Tìm thấy huyết bức. Sắc mặt Lưu Nhất Long vào giờ phút này, có thể nói là vừa đen lại vừa xanh anh ta cảm giác gương mặt này của mình sắp bị Vương Đặc Nam cùng Triệu Thiết làm cho mất hết thể diện rồi. Và miệng cho tôi. Trong mắt Lưu Nhất Long lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhìn những vệ sĩ đang đứng đó, ra lệnh. Đám vệ sĩ nghe vậy, cũng không nhiều lời, lập tức nâng tay lên đánh mạnh vào mồm của hai người bọn họ. Bốp bốp bốp, chỉ chốc lát sau, hai người lập tức đàng hoàng trở lại. Giờ phút này đừng nói là khạc nhổ nước bọt, mà ngay cả nói chuyện bọn họ cũng không thể nói hoàn chỉnh nữa rồi bởi vì miệng của bọn họ đã hoàn toàn bị sưng phù lên cử động thôi cũng đã tốn sức rồi thấy vậy lúc này lưu nhất long mới nghiêng đầu nhìn về phía diệp thu mặt đầy lúng túng nói anh diệp thật là đã làm cho anh phải chê cười rồi ha 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 không sao không sao vừa rồi giống như nhìn siếc khỉ ấy mà đủ đặc sắc diệp thu khoát tay toét miệng cười nói nghe vậy lưu nhất long cũng ngượng ngùng cười một tiếng sau đó vô cùng cung kính hỏi anh diệp hai tên sâu bọ này anh định xử lý thế nào tôi là người có bệnh sạch sẽ loại ruồi mũi thế này một khi đã phát hiện thì phải bóp chết cho nên ông hiểu ý tôi chứ khóe môi diệp thu hơi cong lên mặt đầy vẻ bông đùa nói đã biết à? lưu nhất long vội vàng gật đầu sau đó vung tay lên với đám vệ sĩ kia nói đem hai người bọn họ ra ngoài đợi Tối nay ném xuống sông làm mồi cho cá cho tôi. Vâng. Đám vệ sĩ gật đầu, sau đó kéo hai người bọn họ ra khỏi phòng làm việc. Đừng mà, anh Diệp, xin anh bỏ qua cho chúng tôi. Hai người bọn họ vội vàng kêu rên cầu xin tha thứ. Chỉ là giờ phút này miệng của bọn họ đang sưng lên, nói chuyện ê ê a a, căn bản không nghe rõ hai người bọn họ nói cái gì nữa. Cứ như vậy, rất nhanh hai người đã bị vệ sĩ cưỡng ép lôi ra khỏi phòng làm việc đây cũng là do bọn họ tự làm tự chịu thôi không trách được người khác đợi hai người kia bị kéo ra xong lưu nhất long lúc này mới nhìn diệp thu vô cùng cung kính nói anh diệp đã như vậy thì tôi xin phép đi trước vài ngày nữa tôi sẽ lấy danh nghĩa của mình để mở cuộc họp cổ đông thông báo với tất cả mọi người trong công ty rằng anh chính là người vừa mới đảm nhiệm vị trí chủ tịch mới đến lúc đó mong anh có thể bỏ thời gian tự mình đến dự một chút tránh cho sau này còn có người khác làm việc xúc phạm đến anh ạ được khi nào xong ông cứ liên lạc với tôi là được diệp thu gật đầu nhàn nhạt nói vâng vậy tôi xin phép đi trước anh cứ từ từ tham quan ạ lưu nhất long nói xong thì xoay người đi ra khỏi phòng làm việc lúc này trong phòng làm việc chỉ còn lại diệp thu cùng âu dương hạo chúng ta cũng đi thôi diệp thu nhìn âu dương hạo Tết miệng cười hỏi. Anh muốn đi đâu, em đưa anh đi. Âu Dương Hạo gật đầu hỏi. Tập đoàn Lâm Thị, buổi chiều tôi còn phải trở về đi làm chứ. Diệp Thu cười nói. Nghe vậy, Âu Dương Hạo đầu đầy vạch đen, cạn lời nói, lão đại à, anh vì chị dâu hy sinh nhiều quá rồi đấy. Lấy tài sản của anh, mua một nghìn tập đoàn Lâm Thị cũng còn thừa sức, như chơi đồ hàng thôi mà. Bây giờ anh vẫn còn phải đi làm cho chị dâu, ở trong ty cô ấy làm một nhân viên quèn chuyện này thật sự là em đoán rằng nếu để những người trong tổ chức kia biết chắc chắn sẽ kinh hãi cho mà xem cậu biết cái gì gọi là tình yêu không tôi chỉ muốn gần vợ tôi một chút thôi cũng không thể à diệp thu liếc nhìn âu dương hạo sau đó lạnh giọng cảnh cáo nói tôi nói trước cho cậu biết lúc về tổ chức đừng có nói bậy đấy nếu không tôi không tha cho cậu đâu vâng 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 em nhất định không nói đâu anh cứ yên tâm Âu Dương Hạo bất đắc dĩ đảm bảo nói, như vậy còn được, chúng ta đi thôi. Khóe môi diệp thu hơi cong lên, vết miệng cười nói. Ngay sau đó, hai người bọn họ cùng ra khỏi phòng làm việc, đi tới hầm đậu xe, chuẩn bị lái xe rời đi. Mà ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại của Âu Dương Hảo đột một vang lên. Lão đại, em nghe điện thoại trước. Âu Dương Hảo ấy nấy cười một tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra, nghe máy nói, alo, sao vậy? ước chừng qua hai giây sắc mặt âu dương hạo lập tức trở nên nghiêm túc trầm giọng nói được tôi biết rồi để tôi báo cáo lại với lão đại nói xong âu dương hạo trực tiếp cúp điện thoại chuyện gì vậy diệp thu híp mắt nghi ngờ hỏi chuyện lúc trước anh nhờ em sắp xếp toàn lực tìm kiếm tung tích của huyết bức ấy hiện bên kia đã tra ra được hành tung của anh ta âu dương hạo mặt đầy nghiêm túc nói hử diệp thu hơi ngẩn ra trong mắt lóe lên tia nghi ngờ, hỏi lại, nhanh thế sao? Theo đạo lý mà nói, Huyết Bức vừa mới bị bắt, cũng vừa mới trốn thoát được. Thời điểm này, nếu là người có chút đầu óc, chắc chắn sẽ tìm một chỗ trốn thật kỹ, để không ai tìm ra. Chứ đừng nói là một cao thủ như Huyết Bức. Hơn nữa, ở sau lưng anh ta còn có một tổ chức hùng hậu giúp đỡ, tuyệt đối có thể giúp anh ta bốc hơi khỏi thế giới này trong thời gian ngắn. Dù là toàn lực tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể tìm ra được. Nhưng mà, lúc này vừa mới chỉ qua một ngày thôi. Huyết bước lại để bại lộ hành tung của mình. Đúng thế, thật ra em cũng cảm thấy kỳ lạ. Giang Châu lớn như vậy, nếu một người ra sức ẩn trốn, hơn nữa còn có người che chở giúp, thì cho dù là hệ thống tình báo của tổ chức chúng ta toàn lực lục soát đi nữa, cũng chưa chắc trong thời gian ngắn như vậy tìm được anh ta. Nhưng bây giờ hành tung của huyết bức lại có thể tìm thấy dễ dàng như vậy, thật sự có chút lạ lùng. Âu Dương Hạo gật đầu, cũng nghi ngờ nói. Nghe vậy, Diệp Thu hít mắt lại suy nghĩ một thoáng, sau đó sắc mặt bất chợt thay đổi, trầm giọng nói, hỏng bét rồi. Hả, sao vậy? Âu Dương Hạo hơi sừng sốt, đầy nghi vấn hỏi. Cậu nghĩ thử xem, cảnh sát đang cùng chúng ta toàn lực tìm kiếm tung tích của huyết bức. Mà tổ chức ở sau lưng huyết bức, cũng biết chúng ta đang cùng cảnh sát ra sức tìm anh ta nếu bọn họ muốn nhân cơ hội này phục kích tất cả chúng ta là hoàn toàn có thể. Diệp Thu cau mày, sắc mặt lạnh như băng nói, nghe vậy. Cả người Âu Dương Hạo cũng sững sờ, sau đó rất nhanh đã phản ứng lại, bừng tỉnh hiểu ra, nói ý của anh là, thật ra tổ chức ở sau lưng huyết bức cố ý làm lộ vị trí của anh ta. Muốn lấy huyết bức làm mồi nhử, dẫn dụ chúng ta cùng cảnh sát mắc câu. Mà thật ra thì bọn họ cũng đã sớm bày ra cảm bẫy cùng mai phục, chỉ chờ tới lúc chúng ta tìm đến cửa rồi tập kích gây tổn hại nghiêm trọng. Không sao, cơ bản chính là như vậy. Sắc mặt Diệp Thu âm trầm, gật đầu một cái. Quả nhiên lợi hại, xem ra tổ chức ở sau lưng huyết bức không hề đơn giản mà. Âu Dương Hạo cắn răng nói, chương 490, Hàn Tiêu Tiêu bị mắc bẫy cho nên, bây giờ Diệp Thu lo lắng nhất chính là Hàn Tiêu Tiêu. Cô gái này ghét tội ác như quân thù hận không thể bắt hết một lưới những phần tử phạm tội trên đời này, nhất là đối với Huyết Bức, tên sát thủ biến thái đã tàn nhẫn sát hại liên tiếp 8 cô gái vô tội. Hàn Tiêu Tiêu vừa nghe thôi đã thấy ngứa răng ngứa lợi rồi. Mà sau khi Huyết Bức bị bắt, không những không để cho Huyết Bức bị trừng trị bởi chính nghĩa, ngược lại còn để anh ta trốn thoát. Chuyện này làm cho nội tâm của Hàn Tiêu Tiêu có thể nói là cảm thấy vô cùng tự trách một khi để cô biết được tung tích của huyết bức đoán chừng cô ấy tuyệt đối sẽ không hề do dự mà trực tiếp dẫn người tới giết chết anh ta mà như thế vừa vặn hợp ý với âm mưu của tổ chức sau lưng huyết bức cho nên diệp thu phải nhanh chóng gọi điện thông báo cho hàn tiêu tiêu để cô ấy nhất định phải tỉnh táo chuyện này phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn ngàn vạn lần không được lỗ mãng nếu không không những không bắt được huyết bức mà ngược lại sẽ còn ảnh hưởng đến không ít sinh mạng vô tội tút tút tút. Điện thoại vang lên nửa ngày nhưng không có người tiếp. Chuyện này làm cho Diệp Thu phải nhíu mày lại, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm hết sức bất an. Vì vậy, anh vội vã gọi lại lần nữa. Lần này, ngược lại có người bắt máy. Bên trong điện thoại truyền đến âm thanh gấp gáp của Hàn Tiêu Tiêu. Có phải các cô vừa nhận được thông tin tình báo về hành tung có liên quan đến huyết bức đúng không? Tình huống khẩn cấp nên Diệp Thu cũng không vòng vo làm gì, đi thẳng vào vấn đề nói. Hàn Tiêu Tiêu nghe vậy, cả người cũng thoáng sửng sốt, vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc hỏi, làm sao anh biết? Bởi vì tôi cũng nhận được, bây giờ tôi muốn nói với cô, chuyện này thật sự. Diệp Thu còn chưa nói xong, đã bị Hàn Tiêu Tiêu cắt ngang. Diệp Thu, trước hết tôi không nói với anh nữa, hành thung của huyết bức bại lộ, chính là cơ hội tốt nhất để tôi bắt được anh ta. Tôi đã dẫn đội lên đường rồi, anh cứ chờ tin tốt của tôi đi lúc trước anh ta bị bọn chúng thành công cứu đi tất cả đều là trách nhiệm của tôi lần này tôi muốn đền bù sai lầm nói xong hàn tiêu tiêu liền trực tiếp cúp điện thoại chuyện này làm cho diệp thu hết nói nên lời anh vội vàng gọi lại nhưng hàn tiêu tiêu ở bên kia đã tắt máy diệp thu nhất thời đầu đầy vạch đen hàn tiêu tiêu ơi là hàn tiêu tiêu sao cô vẫn luôn xúc động như thế vậy lại không biết dùng đầu óc để suy nghĩ vấn đề một chút sau đó rồi hắn quyết định bước tiếp theo sao? Thật đúng là ngực lớn nhưng không có đầu óc mà. Nghĩ tới đây, Diệp Thu cũng vội vàng nhìn về phía Âu Dương Hạo, nói, vị trí mà huyết bức bại lộ hành tung, có cách chúng ta xa lắm không? Cách một khoảng tương đối xa, từ đây chạy tới đó, ít nhất cũng mất 40 phút. Âu Dương Hạo trả lời, tình huống khẩn cấp, Hàn Tiêu Tiêu đã dẫn đội đi trên đường, chúng ta phải mau chóng chạy tới thôi nếu không bọn họ chắc chắn lành ít giữ nhiều diệp thu cau mày nói chuyện này sợ rằng chúng ta đã muộn đồn cảnh sát giang châu cách chỗ đó gần hơn so với chúng ta nhiều âu dương hạo cười khổ nói vậy thì đổi vị trí cho tôi đi diệp thu vừa nói vừa trực tiếp cởi dây an toàn ở ghế phụ ra ồ âu dương hạo liền biến sắc trên mặt đầy biểu cảm khổ sở nói lão đại à vây vậy anh lái chậm một chút ngồi xe của anh em thật sự không chịu đựng nỗi đâu nhanh xuống xe đi đổi chỗ ngồi với tôi diệp thu mặt đầy nghiêm túc nói không còn cách nào khác âu dương hạo chỉ có thể đổi chỗ ngồi với diệp thu anh ấy ngồi bên ghế phụ diệp thu ngồi vào ghế lái nói thật cũng không phải là lần đầu tiên âu dương hạo ngồi trên xe diệp thu lái mà mỗi lần anh ngồi lúc về đều choáng váng đến mấy ngày ngược lại cũng không phải anh yếu ớt mà là diệp thu lái xe tốc độ thật sự quá nhanh thật sự có thể đưa người ta lên mây luôn ấy cũng may thể trạng của anh ấy không tệ đổi thành người bình thường đoán chừng ngồi một lần thôi thì ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn ấy chứ không bị hù chết cũng sẽ bị say xe đến hôn mê điều này thật sự không hề khoa trương chút nào đâu từng ngồi xe leo núi chưa có thấy kích thích không diệp thu lái xe mở hết tốc lực còn kích thích hơn cả việc đi xe leo núi gấp mấy chục lần ấy tim của người bình thường ai có thể chịu đựng nổi được cơ chứ đoán chừng nửa đường liền vì kinh sợ mà nổ tim chết mất thôi cho nên khi âu dương hảo biết diệp thu muốn lái xe lại trở nên kháng cự như vậy không phải anh ấy sợ tốc độ xe thể thao mà chạy nhanh như gió là chuyện bình thường mà quan trọng ở đây là khi diệp thu lái không đơn giản là đua xe Giống như một lời kịch trong chương trình đêm xuân, không phải là chạy quá nhanh, mà là bay quá cao. Nếu gắn thêm hai đôi cánh nữa, chắc có thể đuổi kịp Boeing 747 rồi. Lời này đương nhiên tương đối khoa trương. Tuy nhiên để hình dung về khả năng lái xe của Diệp Thu thì một chút cũng không quá đáng. Nhưng mà, bây giờ là tình huống khẩn cấp. Âu Dương Hạo cũng không còn lựa chọn nào khác cả, chỉ có thể nhắm mắt lại, đóng cửa xe. Anh vội vàng thắt dây an toàn lên cho mình, hơn nữa hai tay còn nắm chặt dây an toàn. Ngồi vững chưa? Diệp Thu nhìn Âu Dương Hạo, hỏi. "Rồi, rồi." Âu Dương Hạo nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch nói. "Vậy tôi lên đường đây." Khóe môi Diệp Thu cong lên, sau đó trực tiếp đạp ga lút cán. Ông, tiếng máy nổ siêu cấp dễ nghe của xe thể thao vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy veo, một tiếng chiếc bugatti màu bạc phiên bản giới hạn dưới sự điều khiển của diệp thu giống như một mũi tên đã lên dây bắn ra tại chỗ tốc độ kia đừng hỏi là nhanh bao nhiêu hai mắt âu dương hạo nhắm nghiền lại lúc này anh ấy cảm giác cả người đều không xong rồi giờ phút này anh chỉ muốn hô to một câu mẹ ơi con muốn về nhà diệp thu lái bugatti như hổ mọc thêm cánh với kỹ thuật lái xe điêu luyện hợp với tính năng cao cấp của xe thể thao có thể nói là vô địch. Đi trên đường, Diệp Thu trực tiếp đem Bugatti phát huy tốc độ đến mức cao nhất. Dù đến chỗ kẹt đường, thì tốc độ vẫn không hề giảm chút nào. Trong dòng xe cộ qua lại chạy tới chạy lui, chiếc xe ấy linh hoạt giống như một con cá vậy. Có nhiều lần Âu Dương Hạo mắt thấy sắp đụng phải chiếc xe khác tới nơi rồi. Nhưng mà Diệp Thu vẫn luôn có một khả năng né tránh nguy hiểm xuất sắc. Thậm chí thời điểm hai xe cách nhau chưa tới một cm diệp thu vẫn có thể bình an vô sự đi vòng qua không thể không nói kỹ thuật lái xe của anh đúng là giống như thần vậy tuy nhiên tốc độ lái xe nhanh như vậy trên đường đương nhiên rất nhanh dẫn đến sự chú ý của cảnh sát giao thông nhưng quan trọng là tốc độ lái xe của diệp thu thật sự quá sức nhanh cảnh sát giao thông còn chưa kịp nhìn thấy rõ biển số xe xe của diệp thu đã biến mất dạng rồi chỉ để lại cảnh sát giao thông ngẩn người đứng đó Cùng tờ giấy phạt chưa kịp mở ra. Cứ như vậy, Diệp Thu toàn lực tăng tốc. Vốn dĩ quãng đường ước chừng đi khoảng gần 40 phút. Diệp Thu chỉ dùng 20 phút đã chạy tới mục tiêu. Thời gian tiết kiệm một nửa. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 491, đấu trường quyền anh dưới lòng đất, vậy được rồi, đợi lát nữa khỏe cậu nhớ đi vào. Diệp Thu gật đầu, sau đó trực tiếp đẩy cửa xe ra, đi xuống. Tuy nhiên, Diệp Thu vừa mới đi về phía trước chưa tới hai bước. Chỉ nghe Âu Dương Hạo phía sau đẩy cửa xe ra, trực tiếp nằm ở ven đường ói ra. Diệp Thu cũng không biết làm thế nào, lắc đầu cười một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục đi tới mục tiêu. Vị trí mà huyết bức bại lộ hành tung là một đấu trường quyền Anh. Nơi đây được gọi là đấu trường quyền Anh dưới lòng đất. Địa điểm như tên gọi, nơi đây là một đấu trường quyền Anh phi pháp. Ở nơi đây đánh quyền, nếu thắng có thể đạt được rất nhiều tiền thưởng. Mà một khi đã thua, coi như sẽ mất mạng. Cho nên người ở đấu trường quyền anh phi pháp đều là những thứ liều mạng. Ra tay rất ác, mỗi một chiêu đều có thể nhanh chóng giết chết đối phương. Không còn cách nào khác cả. Ở lôi đài này, kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Có lúc, sinh tử chỉ là chuyện trôi qua trong chớp mắt. Một khi nhân tử với đối thủ, thì người chết có thể là bạn cũng chính vì vậy, tuyển thủ của đấu trường quyền anh phi pháp này thực lực đều khá mạnh mẽ. Dĩ nhiên, cũng chính bởi vì là phi pháp nên thường xuyên có người chết, còn kết nối với cả bài bạc nữa. Cho nên kinh doanh thể loại này không bao giờ phơi bày ra ánh sáng cả. Bình thường đấu trường quyền anh dưới lòng đất được ẩn giấu đặc biệt sâu, hoặc là mở tại các công xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại ô, hoặc ở trong một tầng hầm tương đối kín đáo trong thành phố. Bên ngoài có người chuyên canh giữ tuần tra. Chỉ có người trong giới mới biết được vị trí cụ thể của đấu trường quyền anh dưới lòng đất này. Với đấu trường quyền anh dưới lòng đất trước mắt mà nói, vị trí của nó vô cùng tuyệt diệu, ẩn mình dưới một quán rượu. Nếu không phải tin tình báo chính xác, đảm bảo không ai ngờ tới, quán rượu với vẻ ngoài trông vô cùng bình thường như vậy, mà phía dưới lại cất giấu một đấu trường quyền anh dưới lòng đất máu tanh đầy bạo lực. Đi tới cửa quán rượu, Diệp Thu nhìn lướt qua bãi đất trống bên cạnh quán rượu, chân mày cũng hơi nhíu lại. Anh phát hiện nơi đó có mấy chiếc xe đang đậu, mà trong đó có một chiếc, chính là BMW X5 màu trắng của Hàn Tiêu Tiêu. Điều này khiến Diệp Thu phải lập tức nhíu mày lại. Anh đã đuổi rất nhanh, không ngờ vẫn để cho Hàn Tiêu Tiêu tới địa bàn này để bắt người trước. Tuy nhiên nhìn chiếc xe mà bọn họ lái đến, Hàn Tiêu Tiêu cùng với các cảnh sát khác hẳn là mặc thường phục tới điều này làm cho trong lòng diệp thu cũng thở phào nhẹ nhõm bây giờ chỉ biết mong cho đám người hàn tiêu tiêu vừa mới tới thôi còn chưa kịp bại lộ thân phận nghĩ tới đây diệp thu không chút do so dự vội vàng đẩy cửa quán rượu đi vào bởi vì bây giờ là giữa trưa quán rượu còn chưa kinh doanh bên trong quán rượu một khách hàng cũng không có tất cả ghế đều được úp trên bàn chỉ có hai người mặc đồng phục phục vụ đang dọn dẹp vệ sinh Thấy vậy, Diệp Thu nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện không thấy đám người Hàn Tiêu Tiêu. Mà ngay lúc này, một nhân viên phục vụ cầm chổi đi tới trước, mỉm cười nói: "Chào anh, anh đến sớm quá, 8 giờ tối chúng tôi mới bắt đầu kinh doanh." "Tôi biết, nhưng tôi cũng không phải tới uống rượu." Diệp Thu lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Vậy anh tới đây làm gì?" Người phục vụ vẫn mỉm cười hỏi: "Thật lâu không rèn luyện rồi, muốn hoạt động thân thể một chút." không biết nơi này của các anh có thể đánh quyền không nhỉ? Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, mặt đầy vẻ bông đùa hỏi. Mà đấy, chính là mật hiệu để vào bên trong đấu trường quyền anh dưới lòng đất. Nếu không, người bình thường căn bản không thể nào vào được đấu trường quyền anh dưới lòng đất. Đánh quyền. Người phục vụ hơi sừng sốt, nhìn quanh bốn phía, sau đó tiến lên trước, nhỏ giọng hỏi, vậy không biết anh đây muốn trực tiếp đánh hay thế nào? Có muốn đóng học phí trước, rồi vừa xem vừa học tập không? Đây cũng là mật lệnh. Trực tiếp đánh, chính là trực tiếp ra sàn đấu. Một người khi đến bước đường cùng, chỉ có thể liều mạng tới đấu trường quyền anh phi pháp này kiếm chút tiền. Cho nên những người này sẽ tới đây, chọn trực tiếp ra sân. Tuy nhiên người bị đánh chết cũng tương đối nhiều. Còn đóng học phí, vừa xem vừa học tập. Thật ra chính là làm một người xem dưới khán đài. Mà làm người xem thì cũng không phải miễn phí phải bỏ tiền ra, tương tự với việc mua vé vào cửa. Dĩ nhiên, thời điểm hai đấu sĩ đánh nhau cũng sẽ có nhà cái giao dịch, đánh cược nắm đấm nào có thể thắng. Đến lúc đó, cũng có thể đặt tiền đánh cược. Vận khí tốt, cũng có thể kiếm được một món tiền lớn. Những thứ này đều dùng tiếng lóng mật hiệu ngầm để ra giao tiếp. Người bình thường có thể không biết, nhưng Diệp Thu là nhân vật nào cơ chứ? Thời điểm anh chơi những thứ này đám người này còn chưa biết đang chơi buồn ở chỗ nào ấy chứ chỉ là một đám con nít mà thôi vì vậy diệp thu trực tiếp nói đương nhiên là đóng học phí học tập trước một chút rồi nghe thấy những lời này người phục vụ liền biết đây là người trong giới trên mặt lập tức nở nụ cười vâng vừa vặn bây giờ bên trong đang có một trận chuẩn bị ra sân bây giờ anh chuyển tiền tôi lập tức đưa anh đi vào bao nhiêu khóe miệng diệp thu hơi cong lên cười hỏi 500 tệ, xin miễn trả giá. Anh cũng biết, người ở trong này của chúng ta đều có bản lĩnh thật sự, cho nên học phí rất đắt đỏ. Người phục vụ đưa năm ngón tay ra, nói. Diệp Thu hít mắt lại. Thật ra nếu hôm nay chỉ có một mình anh, vậy thì anh nhất định sẽ trực tiếp tiến vào chém giết. Mua vé vào cửa. Mua vé cái búa ấy. Nhưng tình huống bây giờ lại không giống như vậy. Bên trong quán rượu đã không còn thấy bóng dáng của đám người hàn tiêu tiêu nữa rồi chứng tỏ đã đến lúc phải tiến vào bây giờ sinh tử chưa biết trước được nếu anh trực tiếp động thủ ở chỗ này như vậy tuyệt đối sẽ bứt dây động rừng vì sự an toàn của đám người hàn tiêu tiêu trước mắt vẫn chưa nên vội vã bại lộ thân phận làm gì nghĩ tới đây diệp thu trực tiếp móc ví ra từ bên trong rút ra năm tờ tiền giấy màu hồng đưa cho người phục vụ nhân viên phục vụ vội vàng thu tiền vào lách người nhường bước mỉm cười nói anh cùng tôi tới đây vừa nói anh ta vừa bắt đầu đi trước dẫn đường mà diệp thu theo sát ngay phía sau cứ như vậy nhân viên phục vụ đưa diệp thu trực tiếp tiếng xuống tầng hầm của quán rượu sau đó đi tới một phòng chứa đồ nhân viên phục vụ kia đưa tay sờ túi một lúc sau đó móc ra một chìa khóa mở cửa phòng chứa đồ mà bên trong chất đầy dãy đủ thể loại đồ đạc ngổn ngang nhân viên phục vụ lấy tay đẩy đồ gạc sang hai bên diệp thu phát hiện trên vách tường đằng sau đống đồ lộn xộn đó vẫn còn một cánh cửa sắt nữa nhân viên phục vụ trực tiếp tiến lên dùng chìa khóa mở cánh cửa sắt dày cộp kia cửa vừa được mở ra bên trong liền truyền đến âm thanh náo nhiệt chói tai cùng tiếng chiêng chống hỗn loạn hóa ra đấu trường quyền anh dưới lòng đất ở dưới này thưa anh mời anh vào nhân viên phục vụ nhìn diệp thu mỉm cười nói diệp thu cũng không nói gì nhiều đi thẳng vào mà chân trước anh vừa mới bước vào, phía sau đã chuyển đến âm thanh đóng cửa lại. Thấy vậy, Diệp Thu bèn cười lạnh một tiếng. Đúng là đủ cẩn thận mà, chương 492, đánh thắng tôi sẽ nói cho anh khoan hãy nói. Mặc dù nhìn bên ngoài chả ra sao, nhưng đấu trường quyền anh dưới lòng đất đúng là rất lớn. Ngoại trừ ánh sáng hơi tối ra, cách bố trí sắp xếp đều có, không khác lắm so với một hội quán quyền anh bình thường ở giữa chính là lôi đài xung quanh là khán đài mà nơi gần lôi đài có một cái bàn lớn trên bàn đều là tiền giấy xung quanh còn có một đám người vây quanh chắc hẳn đây là bàn giao dịch nhà cái của đấu trường quyền anh dưới lòng đất này dành cho những người xem muốn đánh cược trên khán đài mà đây cũng là một trong những nguồn thu nhập của đấu trường quyền anh dưới lòng đất này mặc dù bây giờ chỉ là buổi trưa đừng nhìn quầy rượu vắng lặng bên ngoài mà nhầm ở đấu trường quyền anh dưới lòng đất này tương đối náo nhiệt diệp thu tiến vào ngược lại cũng không làm những người khác chú ý đến bởi vì giờ phút này tiêu điểm của tất cả mọi người đều tập trung trên lôi đài hai đấu sĩ vạm vỡ đã làm nóng người ở phía trên chỉ đụng vào nhau thôi sẽ bùng nổ ngay diệp thu lại đi khắp nơi một vòng cũng không phát hiện thấy hàn tiêu tiêu trong đám người điều này làm cho ánh sáng trong mắt diệp thu cũng phải lóe lên sự nghi hoặc không phải chứ xe của đám người hàn tiêu tiêu còn đậu ở bên ngoài trong quán rượu không có dưới đấu trường quyền anh ngầm này cũng không có bọn họ có thể đi đâu được chứ điều này khiến diệp thu phải nhíu mày lại mà ngay lúc này chỉ nghe thấy hai tiếng đang đang hai đấu sĩ trên lôi đài đã khai chiến trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường đều vang lên tiếng suýt xoa đánh anh ta hắc hổ tất thắng hắc hổ anh nhất định phải đánh ngã anh ta, tôi đặt trên người anh 100.000 tệ rồi đấy. Hiển nhiên, sau khi kết hợp giữa quyền anh ngầm cùng đánh bạc, người xem trong toàn bộ hội trường đều hết sức cảm xúc kích động. Bọn họ đều ngóng chờ vào các đấu sĩ, muốn họ nhanh chóng đánh bại đối phương để mình kiếm được một món hời lớn. Điều này khiến cho toàn bộ mọi người trong đấu trường quyền anh dưới lòng đất đặc biệt náo nhiệt. Nhưng mà đối với chuyện này, Diệp Thu lại không hề có hứng thú. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được đám người Hàn Tiêu Tiêu, chắc chắn rằng bọn họ an toàn. Nếu không thời gian kéo dài càng lâu, thì đêm càng lắm mộng. Chỉ là, đấu trường dưới lòng đất này lớn như vậy, người lại nhiều, anh nên đi đâu để tìm được đây? Nghĩ tới đây, con người Diệp Thu vòng vo xoay chuyển, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía lôi đài ở bên cạnh, nơi đặt chiếc bàn chuyên dùng để bỏ tiền đặt cược. Đúng hơn mà nói, là người đàn ông mặc âu phục màu trắng đang đứng cách cái bàn kia không xa ở sau lưng còn có mười mấy vệ sĩ mặc áo đen ngắn tay đứng cùng có thể nói là cực kỳ thẳng hàng nhìn dáng vẻ kia chắc hẳn đó là bàn của nhà cái cũng chính là người phụ trách của đấu trường quyền anh dưới lòng đất này nghĩ vậy diệp thu đi thẳng tới trước tuy nhiên anh còn chưa đi đến được bên cạnh người đàn ông mặc âu phục trắng lập tức đã bị hai người đàn ông vạm vỡ đưa tay cản lại đứng lại làm gì đó một tên to con trong đó trợn mắt nhìn diệp thu hỏi tôi tìm lão đại của các anh có chút việc diệp thu chỉ vào người đàn ông mặc âu phục màu trắng nhàn nhạt hỏi nghe vậy tên to con kia nhíu mày quay đầu nhìn về phía người đàn ông mặc âu phục màu trắng xin chỉ thị anh tề có người tìm anh chuyện gì anh tề kia lạnh giọng hỏi mà từ đầu đến cuối ánh mắt của anh ta vẫn tập trung trên lôi đàn còn về phần diệp thu bên này ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn nữa tôi muốn hỏi thăm các anh một chút diệp thu thản nhiên nói anh tề nhướng mày trực tiếp lạnh giọng nói đuổi anh ta sang một bên cho tôi đi mau tên to con kia định động thủ đuổi diệp thu đi vì sao diệp thu khó hiểu hỏi nghe vậy anh tề kia liền quay đầu liếc nhìn diệp thu mặt đầy khinh bỉ nói anh xem nơi này của tôi là chỗ nào hoặc là ngồi xem hoặc là lên sàn đấu, hỏi thăm người à. Chỉ sợ anh tìm nhầm chỗ rồi. Tôi có mấy người bạn, sau khi đi tới nơi này của anh liền biến mất không thấy. Tôi không tới chỗ này hỏi thăm, vậy thì xin hỏi tôi nên đi hỏi ở đâu bây giờ. Diệp thu lạnh lùng nói. Ô, nhóc con, mày biết nơi này là nơi nào không? Đấu trường quyền anh dưới lòng đất đấy. Nơi này mỗi ngày đều có mười mấy người bỏ mạng, rất bình thường, cho nên vài người biến mất cũng là chuyện rất bình thường nếu anh không có chuyện gì nữa thì có thể tránh qua một bên cho tôi anh tề cười lạnh mặt đầy khinh bỉ nói hôm nay tôi cứ hỏi cho ra thì thế nào diệp thu hít mắt lại lạnh lùng nói can dỡ dám dùng giọng điệu can đảm như vậy nói chuyện với anh tề sao tên to con kia hung hăng trợn mắt nhìn diệp thu liền muốn động thủ đợi đã anh tề kia khoát tay chậm rãi đi về phía diệp thu nhìn chằm chằm quan sát anh từ trên xuống dưới một phen mặt đầy vẻ bông đùa nói, thú vị đấy, vì bạn mà đến đúng không? Đời này tôi đây thích nhất là người trọng tình nói nghĩa khí. Như vậy đi, chỉ cần anh đáp ứng một điều kiện của tôi, tôi sẽ để anh tiếp tục hỏi thăm, thế nào? Điều kiện gì? Diệp Thu hít mắt lại. Đánh một trận quyền anh, chỉ cần anh đánh thắng, tôi sẽ trả lời bất kỳ vấn đề nào của anh. Khóe miệng anh tề hơi cong lên, cười lạnh nói. Diệp Thu hít mắt, suy nghĩ một thoáng, sau đó mới đồng ý nói, "Được rồi, tôi đồng ý." Ha ha ha, quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa mà, tôi rất thưởng thức anh." Anh Tề ngửa đầu cười to. "Bớt nói nhảm đi, tôi đánh với ai?" Diệp Thu không nhịn được hỏi. Mà ngay lúc này, hai tay đấu sĩ quyền anh trên lôi đài đã phân được thắng bại. Là tay đấu sĩ gọi là Hắc hổ kia chiến thắng. Anh ta tung một quyền nặng, nện mạnh vào đầu đối thủ, khiến cho đối thủ bị mất mạng tại chỗ. Mà đây, đã là trận thứ 25 anh ta chiến thắng. Ở đấu trường quyền anh dưới lòng đất này, có thể thắng 25 trận liên tiếp. Đây là một chiến tích vô cùng khá rồi. Cho thấy rõ thực lực của anh ta, đã vô cùng mạnh rồi. Điều này làm cho mọi người ở hội trường đều phải kêu lên. Nhất là những người đặt cược cho hắc hổ chiến thắng kia, giờ phút này đều cao hứng nhảy cỡn lên. Khóe miệng anh tề cong lên, chỉ vào hắc hổ trên lôi đài, cười lạnh nói cùng anh ta cậu dám không? Có gì mà không dám chứ?" Diệp Thu nhàn nhạt nói. Sau đó, anh trực tiếp xoay người, đi lên lôi đài. Hành động này của anh làm cho hắc hổ, người vừa giành được chiến thắng, cùng cả mọi người trên khán đài đều ngẩn cả ra, trong mắt hiện lên đầy vẻ nghi ngờ. "Có khí phách." Anh tề gật đầu cười khẩy, ngay sau đó trực tiếp cầm cái loa phóng thanh bên cạnh lên, xoay người, nhìn quanh hội trường, cười lạnh nói, "Các anh em, mới vừa rồi thôi." Người này đây, anh ta nói cho tôi biết, anh ta muốn khiêu chiến Hắc Hổ. Các anh em hãy đoán xem, đến cuối cùng Hắc Hổ có thể thủ đài thành công, hay là người trẻ tuổi này tạo nên kỳ tích đây. Muốn kiếm được nhiều tiền thì nhanh chạy đến đây đặt tiền cược nào. Lời anh Tề vừa nói ra, tất cả khán giả ở hội trường đều nhìn về phía Diệp Thu, trong mắt lập tức tràn đầy sự khinh bỉ. Tôi không nghe nhầm đấy chứ, tên nhóc này muốn khiêu chiến Hắc Hổ sao? Nhóc con này Hắc Hổ chỉ cần một quyền là đã có thể hạ gục cậu ta rồi. Chương 493, một quyền đã toi mạng. Dù sao Hắc Hổ cũng là một đấu sĩ đã thắng liên tiếp 25 trận ở đấu trường ngầm này. Thân cao 1m9, cả người ngăm đen, bắp thịt rắn chắc. Mỗi nắm đấm đánh ra, dù châu bò thế nào cũng không thể chịu nổi. Còn nhìn Diệp Thu mà xem, mặc dù cũng cao 1m8, đối với người bình thường không tính là thấp nhưng so với hắc hổ thì cũng chỉ là một người lùn mà thôi trông vẻ ngoài thôi cũng đã thấy gầy đét rồi đoán chừng một quyền của hắc hổ thôi là đã có thể cây âu diệp thu rồi cho nên trong cuộc khiêu chiến này ở trong mắt mọi người là hoàn toàn không có gì để phải lo lắng cả chắc chắn là hắc hổ thẳng mà ở trên lôi đài hắc hổ cũng nhìn diệp thu từ trên cao xuống trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ châm biếm hỏi người trẻ tuổi này do đâu mà cậu lại dám tới khiêu chiến với tôi hả chẳng lẽ kết quả của người vừa rồi cậu không nhìn thấy sao tuổi còn trẻ sao lại muốn chết sớm như vậy làm gì ai thắng ai thua còn chưa phân định đâu khóe môi diệp thu hơi cong lên mặt đầy vẻ bông đùa nói ha 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 hắc hổ ngửa đầu cười to châm chọc mặt đầy vẻ coi thường nói nhóc con cậu đang ngủ mơ chưa tỉnh đấy hả à? thế nào chẳng lẽ cậu còn có lòng tin đánh bại tôi sao đùa gì vui quá vậy. Ở trước mặt tôi, cậu chỉ là một đống cặn bã thôi, biết chưa? Tôi chỉ cần một quyền thôi là đã có thể đánh gục cậu rồi, hơn nữa còn để cho cậu vĩnh viễn không bao giờ đứng dậy nổi cả. Muốn sống thì hãy mau chóng quỳ xuống dập đầu mấy cái cho ông đây, sau đó cút đi. Nếu không tôi sẽ đánh cho cậu ngay cả phần cũng phải tôi ra đấy. Tuy nhiên, Diệp Thu lại không hề phản ứng lại hắc hổ, mà nghiêng đầu nhìn về phía anh tề ở dưới khán đài, có chút không kiên nhẫn hỏi có thể bắt đầu được chưa? Cậu! Hắc hồ tức giận trừng mắt, sau đó cắn răng, hung hăng nói, được lắm, được lắm, được lắm, nhóc con, cậu hay lắm. Hôm nay nếu tôi không đánh cho cậu phải tòi cả phân ra, vậy thì hắc hồ tội do chó đẻ ra. Mời anh nhất định nhớ kỹ lời của mình nói bây giờ đấy nhé. Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên. Mà ngay lúc này, anh Tề trực tiếp mở miệng nói, bắt đầu tranh tài theo lời ra lệnh của anh Tề. Bên cạnh nhất thời vang lên một chuỗi âm thanh chống đánh. Mà trên khán đài cũng bắt đầu nhộn nhịp. Hắc hổ, đánh cậu ta, một quyền cây âu cậu ta. Hắc hổ, tên mặt trắng nhỏ này căn bản không phải là đối thủ của anh, anh hãy mau lấy thời gian ngắn nhất mà giết chết cậu ta đi. Hắc hổ, tôi lại đặt cho anh 100.000 tệ đấy, anh đừng để cho tôi thất vọng đấy nhé. Hiển nhiên, toàn bộ người trên khán đài, tất cả đều đang ủng hộ Hắc hổ bởi vì bọn họ thật sự không hề coi trọng Diệp Thu. Đối với lần này, Diệp Thu ngược lại cũng không thành vấn đề. Nhóc con, ác mộng sẽ bắt đầu ngay thôi, hy vọng kiếp sau, cậu đừng bao giờ làm ra hành động ngu xuẩn như hôm nay nữa. Hắc hổ hoạt động cổ một chút, rồi cười lạnh nói. Giọng nói vừa dứt, anh ta đã trực tiếp vọt về phía Diệp Thu. Vào giờ khắc này, hắc hổ trông giống như một con mãnh hổ xuống núi vậy, cả người mang theo khí lực cường đại, áp chế người khác đến không thể nào thở nổi. Chỉ là trong nháy mắt, hắc hổ liền vào tới trước mặt Diệp Thu, sau đó tung quyền như về phía Diệp Thu như đập vào một bao cát lớn. Một quyền này, vô cùng mạnh mẽ, chính là một quyền cực kỳ nặng. Người bình thường nếu bị đánh phải, chắc chắn một quyền sẽ toi mạng mà thôi. Mà lực của quả đấm vừa rồi cực kỳ không tầm thường, chắc chắn sẽ chết dưới trọng quyền kia của hắc hổ ngay thôi có thể tưởng tượng được lực sát thương trong đó là thế nào. Tuy nhiên, đối mặt với một quyền sát thương cực lớn của Hắc Hổ, Diệp Thu từ đầu đến cuối vẫn chỉ đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm nào cả. Thấy vậy, gương mặt của tất cả khán giả trên khán đài đều hiện lên nụ cười đầy khinh bỉ. Bọn họ thấy, Diệp Thu bị một quyền này của Hắc Hổ làm cho sợ hãi đến choáng váng rồi. Chuyện này khiến bọn họ âm thầm lắc đầu. Trong lòng châm chọc Diệp Thu không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Diệp Thu không nhúc nhích, khóe môi Hắc Hổ cong lên một nụ cười khẩy lạnh lùng, trong lòng nói thầm, đi chết đi, đồ không biết sống chết. Ầm. Uhm, chỉ nghe thấy một tiếng rên. Một quyền này đập mạnh vào lồng ngực của Diệp Thu. Nếu là người bình thường, khi ngực bị một quyền cực nặng kia của Hắc Hổ đánh phải, nhất định sẽ bể xương ngực, nổ tim, hộc máu tại chỗ ngay. Nhưng mà trong Diệp Thu vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, thậm chí trên mặt cũng không hề có chút biểu cảm biến hóa nào cả. Thứ thay đổi duy nhất, đó là sau khi một quyền này của Hắc Hổ đánh vào người Diệp Thu, đã làm cho quần áo anh bị nhàu đi một tí. Ngoại trừ điều này ra, những thứ khác đều không có gì thay đổi cả. Cảnh tượng này không những khiến Hắc Hổ ngây ngẩn, mà toàn bộ những người xem, bao gồm cả anh tề đều sững sờ. Thực lực của Hắc Hổ mạnh cỡ nào, bọn họ đều rất rõ ràng, hơn nữa bọn họ cũng vừa mới tận mắt chứng kiến, trọng quyền kia của hắc hổ có thể trực tiếp đánh chết một người. Quan trọng là người kia, cho dù là một đấu sĩ ngầm đã lâu. Chương 494 điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi mà, mà trên mặt anh ta tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thân là người trong cuộc, anh ta vô cùng hiểu rõ quyền vừa rồi của mình rốt cuộc có bao nhiêu nặng nề. Nói thật vì để một quyền đánh gục Diệp Thu, trực tiếp thắng đẹp. Anh ta đối với một quyền kia, vừa rồi có thể nói là đã dùng toàn lực. Nhưng dù vậy, vẫn không hề gây ra chút tổn thương nào đối với Diệp Thu cả. Điều này thật sự quá hoang đường mà. Chẳng lẽ đây là người tu luyện như trong truyền thuyết ảo giáp sắt, chuông vàng úp sao? Trong lúc nhất thời, trong đầu Hắc Hổ hiện đầy thắc mắc. Đây chính là thực lực của anh sao? diệp thu đưa tay nhẹ nhàng vỗ áo sơ mi trước ngực mình vừa bị hắc hổ làm nhau vừa rồi khinh miệt cười một tiếng nói giống như bị người ta cù lét vậy cậu sắc mặt hắc hổ nhất thời trầm xuống tức giận đến nỗi con người như muốn trừng ra ngoài trong mắt ngập tràn lửa giận mới vừa rồi là anh động thủ tiếp theo đã đến tôi rồi nhỉ mong anh có thể gánh nổi khóe miệng diệp thu cong lên mặt đầy đùa cợt nói nghe thấy những lời này sắc mặt hắc hổ đại biến vừa định chuẩn bị lui về phía sau phòng thủ. Tuy nhiên, hết thảy đều đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ thấy trong nháy mắt ấy, cả người Diệp Thu trực tiếp biến thành một cái bóng, xoay người một cái đã tới trước mặt hắc hổ, sau đó tay phải vung trưởng đao, trực tiếp chém trên cổ hắc hổ. Chỉ nghe, rắc rắc, một tiếng. Hắc hổ ngay cả kêu lên thảm thiết cũng chưa kịp kêu, cổ đã bị lệch sang một bên, trực tiếp ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Đến lúc này đấu sĩ của đấu trường ngầm từng duy trì 25 trận thắng liên tiếp đã hoàn toàn từ biệt thế giới này. Mà cảnh tượng này cũng khiến mọi người ở đây nhìn đến ngay cả người. Hít hà, trong khoảnh khắc này, toàn bộ mọi người trong hội trường ngược lại đều như hít phải khí lạnh. Ai nấu đều sợ run người. Bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Khắc hổ, người tung hoành ngang dọc ở đấu trường quyền anh ngầm này lâu như vậy, có 25 trận thắng liên tiếp, cứ thế mà bị đánh bại hơn nữa còn bị đánh bại bởi một người trẻ tuổi nhìn thua về mọi phương diện. Còn là một chiều tối mạng. Điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi mà. Hắc, hắc hổ bị đánh bại rồi sao? Mới vừa, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Các anh có thấy rõ không? Không, tôi chỉ thấy một bóng đen chợt lóe lên, hắc hổ gục xuống, chuyện này. Đây là quái vật gì vậy chứ? Một trăm nghìn tệ của tôi, lần này xem như tiêu đời con bà nó rồi. Trong lúc nhất thời, tiếng bàn luận sôi nổi vang vọng khắp khán đài. Anh tề ở phía dưới lôi đài, nhìn Diệp Thu ở trên, hít mắt lại thành một đường, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng nguy hiểm. Mà ngay lúc này, Diệp Thu nghiêng đầu nhìn về phía anh tề, thản nhiên nói, tôi thắng rồi, bây giờ có thể trả lời vấn đề của tôi chưa? Không không không, cậu còn chưa thắng đâu. Khóe môi anh tề nở một nụ cười lạnh lẽo, mặt đầy đùa cợt nói. Ồ, anh có ý gì? Diệp Thu hít mắt lại, lạnh giọng hỏi. Chúng ta vừa rồi nói là đánh một trận quyền, nhưng trận quyền này không quy định tổng cộng có mấy người. Cậu đánh với một người cũng là một trận quyền, đánh với 10 người cũng là một trận quyền. Cho nên mới chỉ đánh thắng hắc hổ thì cậu chưa thể xem là đánh thắng được, cậu cần phải tiếp tục đánh, còn về phần mấy người là thắng thì do tôi định đoạt. Bởi vì đây là địa bàn của tôi, quy tắc trò chơi đương nhiên cũng do tôi quyết định. Anh Tề cười lạnh nói anh ở đây là đang muốn chơi chữ cùng tôi sao sắc mặt diệp thu trầm xuống lạnh lùng nói có sao tôi chỉ là nói sự thật mà thôi cậu muốn hỏi thăm tin tức của bạn mình thì nhất định phải nghe lời tôi tiếp tục đảnh cho đến khi tôi hài lòng mới thôi anh tề mặt đầy phách lối nói ha 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 diệp thu cười nhạt sau đó trợn mắt nhìn anh tề mặt đầy lạnh lùng nói thật ra thì tôi cũng không muốn gây động tĩnh lớn như vậy tôi hỏi anh trả lời thế là xong chuyện, anh tiếp tục làm sòng bạc ngầm này của mình, tôi chắc chắn sẽ không xen vào những việc vớ vẩn như thế này. Tuy nhiên bây giờ, tôi đã thay đổi chủ ý rồi. Chú ý gì cơ? chương 495, đúng là không biết sống chết mà. Đúng vậy, đúng vậy, anh Tề là một nhân vật cấp bậc lão đại ở hai giới hắc bạch. Sau lưng còn có chỗ dựa lớn ở phía sau, biết bao nhiêu người đã tới sòng bạc này tìm phiền toái, cuối cùng đều bị ném xuống sông làm mồi cho cá chỉ bằng tên nhóc này mà cậu ta còn muốn một mình một ngựa khiêu chiến toàn bộ đấu trường quyền anh ngầm, tôi thấy cậu ta chắc chắn là muốn tìm chỗ chết rồi. Các anh nói xem, rốt cuộc là ai cho cậu ta cái dũng khí này cơ chứ? Lương Tĩnh như sao? Ha ha ha. Hiển nhiên, ở trong mắt của tất cả mọi người. Lời Diệp Thu nói, chính là một chuyện thiếu lâm. Nhưng đối với lần này, Diệp Thu lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, khóe miệng hơi cong lên, nhìn anh Tề mặt đầy vẻ bông đùa nói, bây giờ tôi hỏi anh một lần nữa, có thể trả lời vấn đề của tôi hay không? Nhóc con, cậu đừng có mà ở đó không biết xấu hổ nữa. Tôi vẫn là câu nói kia, muốn biết được tung tích của bạn cậu, có thể, nhưng phải tiếp tục đánh, cho đến khi tôi hài lòng mới thôi. Nếu cậu muốn phá hủy nơi này, như vậy tôi đảm bảo, kết quả của cậu chắc chắn sẽ thảm hơn so với hắc hổ gấp 10.000 lần. Anh Tề hung giữ trợn mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói xem ra nói nhẹ nhàng đúng là vô dụng mà diệp thu mặt đầy vẻ bất đắc dĩ lắc đầu sau đó trực tiếp nhảy xuống lôi đài đi về phía anh tề kia diệp thu vừa đi vừa trầm giọng nói đời người vốn ngắn ngủi nhưng anh lại hết lần này đến lần khác lại muốn đi tìm đường tắt đã như vậy tôi thành toàn cho anh ô tuổi không lớn những giọng điệu không hề nhỏ nhỉ chỉ bằng cậu sao cậu cho rằng mình là ai anh tề cười lạnh sau đó trực tiếp vung tay lên Gia lệnh nói bắt lại cho tôi anh tề ra lệnh những anh chàng to cao mặc quần áo màu đen đứng sau lưng anh ta lập tức xông về phía diệp thu nên biết rằng dám làm việc ở đấu trường quyền anh ngầm này không có bối cảnh thì cũng có thực lực nếu không loại hình làm ăn không được sự bảo vệ của pháp luật này người bình thường đúng thật là không thể làm được rất dễ bị đen ăn đen mà những tên to cao mặc đồ đen này đều là những côn đồ do anh tề mời tới để bảo vệ đầu trường ngầm người nào người nấy đều được huấn luận nghiêm chỉnh, sức mạnh phi thường, không thể nào so được với những đấu sĩ yếu ớt trên kia. Nếu không, những tên đấu sĩ kia liên thủ lại với nhau bạo động. Anh Tề lấy gì để chấn áp được cơ chứ? Chỉ là trong nháy mắt. Những tên to cao kia lập tức vây Diệp Thu lại. Khóe miệng anh Tề cong lên một nụ cười nhạt đầy khinh thường, nhìn Diệp Thu hỏi, nếu như bây giờ cậu quỳ xuống dập đầu tạ lỗi vẫn còn kịp đấy. Tôi có thể cho cậu thêm một cơ hội nữa, lời giống như vậy, tôi cũng muốn nói với ông. Diệp Thu thản nhiên nói, đúng là không biết sống chết mà. Ánh sáng trong mắt anh tề chợt lóe lên, sau đó trực tiếp lạnh giọng ra lệnh, bắm dầm cậu ta ra cho chó ăn cho tôi. Cùng với tiếng ra lệnh của anh tề, những tên to con kia không hề do dự chút nào, trực tiếp tiến tới công kích Diệp Thu. Hơn nữa những người này vừa nhìn là đã thấy được huấn luyện nghiêm chỉnh, ra tay chính xác ổn định, có vẻ lần này Diệp Thu sẽ chết chắc rồi người bình thường, hoặc là người luyện võ hơi có chút thực lực. Đối mặt với đám người hung ác liều mạng như thế này, chắc chắn không thể ngăn nổi. Tuy nhiên lần này, bọn họ lại tìm sai đối thủ rồi. Giây phút đối đầu với Diệp Thu kia, kết cục của bọn họ đã được quyết định. Chỉ nghe, veo, một tiếng. Audio điện tử võ tấn bền. chương 496, muốn đùa phải không? Chỉ một lát sau tất cả những tên to cao kia đều ngã xuống đất. Mà quan trọng là, từ đầu đến cuối, bọn họ ngay cả một tiếng hét thảm thiết cũng không thốt ra ngoài được. Sau khi té xuống đất, đều tắt thở ngay lập tức, chết rất bình thản. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người trong hội trường đều sợ đến ngây người. Chuyện này, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Gặp quỷ sao? Các anh vừa mới thấy chuyện gì xảy ra không? Tên nhóc này rốt cuộc là người hay là quỷ vậy chứ? Quái vật, đúng là quái vật mà. Trong lúc nhất thời, mọi người đều dối rít cả kinh nói. Mà người hoảng hồn nhất, đương nhiên phải kể đến anh tề đứng cách đó không xa. Anh ta cứ thế đứng trợ mắt nhìn Diệp Thu lấy tư thế nhanh như chớp, không kịp biệt tai, giải quyết hết mười mấy tên côn đồ. Điều này làm cho gương mặt vốn dĩ đang cười nhạt đầy khinh thường của anh ta, trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Bởi vì, thực lực của mười mấy tên côn đồ anh ta mời tới trong lòng anh tề vô cùng rõ ràng. Gần như mỗi một người bọn họ, thực lực đều là một địch người. Hơn nữa còn từng kinh qua trăm trận, sức chiến đấu kinh người. Một đám người như vậy, liên thủ với nhau, mà ngay cả ba giây cũng không thể chống lại được Diệp Thu. Chuyện này thực sự là quá đáng sợ mà. Sắc mặt anh tề nhất thời trở nên tương đối khó coi. Mà ngay lúc này, Diệp Thu nhìn về phía anh tề, tét miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng đều tăm tắp tuy nhiên chính nụ cười thuần khiết đó ở trong mắt anh tề lại giống như ác ma mỉm cười vậy cả người anh tề sợ đến choáng váng đầu óc cả người không tự chủ được mà run lên cho dù trước kia anh ta đã từng thấy qua sóng to gió lớn nhiều thế nào đi nữa thì cũng chưa từng thấy qua người nào ác đến thế cho nên giờ phút này anh ta thật sự không thể bình tĩnh nổi xoay người liền muốn chạy trốn nhưng mà diệp thu làm sao có thể để cho anh ta cơ hội này cơ chứ anh lắc người tiến lên, trực tiếp cản đường của anh tề lại. Anh chuẩn bị đi đâu? Diệp Thu mặt đầy đùa cợt hỏi. Câu, cậu rốt cuộc là ai? Anh tề nuốt nước bọt, sắc mặt khó coi hỏi. Tôi là ai không quan trọng, mà quan trọng là, bây giờ anh có thể trả lời vấn đề của tôi được chứ? Diệp Thu lạnh lùng nói. Tôi thật sự không biết bạn của cậu là ai, nơi này mỗi ngày người ra vô tấp nập nhiều như vậy, tôi làm gì nhớ ai vào ai cơ chứ? cậu có muốn hỏi tôi tôi cũng không có cách nào trả lời câu được cả sắc mặt anh tề khó coi nói ồ nói như thế nghĩa là lời ông nói vừa rồi đều chỉ vì muốn đùa giỡn với tôi sao trong mắt diệp thu lóe lên tia sáng lạnh lẽo giọng điệu này của anh khiến anh tề sợ đến nỗi cả người đều bất giác run lên thiếu chút nữa là tè ra quần vội vàng chê cười giải thích tôi tôi không phải là đùa giỡn với cậu tôi tôi chỉ muốn vui đùa một cách đầy thiện trí thôi. Muốn đùa phải không? Diệp Thu hít mắt, sau đó trực tiếp tiến lên, nắm lấy cổ anh tề kia, trực tiếp sách lên tại chỗ. Cậu, cậu muốn làm gì? Nhanh để tôi xuống nào. Anh tề nhất thời kinh hoàng thất sắc, mặt đầy sợ hãi hô lớn. chương 497, những người này siêu cấp ác liệt đấy. Tiếp sau đó là tiếng kêu la thảm thiết thấu tận tim gan vang lên khắp đấu trường quyền anh ngầm, những người xem thấy cảnh tượng này tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh ra đầu tê dại đây là đang làm gì thế này khủng bố sao ngay cả cánh tay cũng có thể xé rách được nữa sức lực kinh khủng cỡ nào mới có thể làm như vậy chứ thêm vào đó đau đớn kia bọn họ vừa nhìn là đã tự cảm thấy cánh tay phải của mình cũng đau theo rồi chứ đừng nói gì mà tự mình thể nghiệm bọn họ cũng không có dũng khí đó a à, anh tề đau đến nước mắt lưng tròng cả người đau đến ngất đi. Mà sắc mặt của anh ta giờ phút này lại trắng bệch. Đùa giỡn có vui không? Diệp Thu nhìn anh tề, cười lạnh hỏi. Có, có bản lĩnh vậy giết tôi đi, có gan thì cậu cứ giết tôi. Anh tề thống khổ hộ lớn. Giờ phút này, vị trí đứt lìa của cánh tay không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức. Thấy hiểu rõ cái gì mà sống không bằng chết mà. Muốn chết sao, làm trễ nãi nhiều thời gian của tôi như vậy, trực tiếp giết chết anh, thể thì hại cho anh quá rồi. trong mắt Diệp Thu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sau đó bắt lấy cánh tay trái của anh Tề. A, à, đừng động vào cánh tay trái của tôi, tôi chỉ còn lại một cánh tay thôi mà. tiếng hét thảm thiết sợ hãi liên tục vang lên, anh ta điên cuồng cầu xin tha thứ. Diệp Thu căn bản lại không phản ứng lại anh ta, trực tiếp đưa tay nắm lấy cánh tay trái kia, chuẩn bị dùng lực xé nát. nhưng ngay tại lúc này chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn cánh cửa sắt ở lôi đài cách đó không xa đột nhiên mở ra ngay sau đó từ bên trong xuất hiện một vài bóng dáng to cao vạm vỡ mỗi một người đều tản ra khí thế cường đại là ai kêu thảm thiết ở đó vậy thật khó nghe mà cùng lúc đó những âm thanh phấn khích cũng vang lên bên trong đấu trường quyền anh ngầm mọi người rối rít quay đầu lại nhìn những thân hình cao lớn kia nhất thời trên mặt hiện lên đầy vẻ khiếp sợ Mẹ kiếp, đây không phải là năm người đứng đầu danh sách toàn thắng của đấu trường quyền anh ngầm này sao? Sao bọn họ lại tới đây? Đúng vậy, trận đấu của bọn họ là vào 12 giờ tối cơ mà, sao bây giờ lại chạy tới đây rồi? Những người này siêu cấp ác liệt đấy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bàn luận sôi nổi. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều nhận ra thân phận của những người này. Đấu trường quyền anh ngầm này có một bảng danh sách những người toàn thắng. Tên cũng như nghĩa, Bọn họ đã thắng liên tiếp rất nhiều trận, thực lực càng mạnh thì thứ hạng càng cao. Giống như Hắc Hổ vừa rồi đã thắng 25 trận liên tiếp, thì ở trong bảng danh sách này, cùng lắm anh ta chỉ xếp thứ hạng 50. Thực lực chỉ có thể xem là trung bình, căn bản không thể tính là cao thủ hàng đầu. Chương 498 đừng trách chúng tôi không khách khí. Nhưng điều mọi người hoàn toàn không nghĩ tới là năm người bọn họ vậy mà lại đến đấu trường quyền anh ngầm vào lúc này. Chuyện này ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Tuy nhiên, đối với anh Tề mà nói, thấy năm người bọn họ tới, lại giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng vậy. Anh ta không nhiều lời, chỉ cố nén đau đớn, vội vàng hô to về phía năm người kia, nói các anh trai, nhanh cứu tôi với, sau này tôi nhất định sẽ trọng thưởng. Nghe thấy lời nói này, năm đấu sĩ siêu cấp kia bèn quay đầu nhìn về phía anh Tề. Sau khi bọn họ nhìn thấy anh Tề bị Diệp Thu nắm lấy cổ, hơn nữa còn bị thiếu đi một cánh tay, thì sắc mặt chợt biến đổi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Kẻ điên quyết chiến nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi. Tên nhãi này muốn đập phá địa bàn, còn tuyên bố sẽ hủy hoại đấu trường quyền anh ngầm này của chúng ta. Vừa lúc các anh tới, nhanh ngăn cậu ta lại. Nếu không, không có đấu trường quyền anh ngầm này, các anh coi như sẽ không có chỗ để kiếm cơm đâu. Anh tề vội vàng nói. Nghe vậy, sắc mặt năm người bọn họ chợt trở nên u ám lăn lộn đến địa vị ngày hôm nay về cơ bản bọn họ đã không còn là những đấu sĩ thông thường kia nữa rồi bọn họ hoàn toàn có thể không cần chịu sự quản lý của đấu trường quyền anh ngầm nữa không cần phải nghe theo lời chỉ đạo của anh ta thậm chí ngược lại đấu trường quyền anh này còn phải nịnh bọn họ ấy chứ bởi vì khả năng của năm người vượt xa những người bình thường giống như các ngôi sao vậy đấu trường quyền anh ngầm còn phải trông cậy vào năm người bọn họ để hút khách cho nên ở đấu trường quyền anh ngầm này địa vị của năm người kia là rất cao trên căn bản có thể xem như là ngang hàng với anh tề những đấu sĩ khác là làm việc cho anh tề mà bọn họ thì lại giống như cộng sự của anh tề hơn cho nên anh tề ra lệnh bọn họ không nghe cũng được nhưng bây giờ lại không giống vậy bất kể nói thế nào bọn họ đều dựa vào chén cơm ở đấu trường quyền anh ngầm sinh tử của anh tề bọn họ có thể không quan tâm nhưng nếu không có đấu trường quyền anh ngầm, vậy thì chén cơm của bọn họ cũng xem như không còn nữa. Trong lúc nhất thời, năm đôi mắt đều trợn trừng nhìn về phía Diệp Thu. Người trẻ tuổi kia, khẩu khí của cậu cũng thật lớn đấy nhỉ, muốn phá hủy đấu trường quyền anh ngầm này sao? Chỉ bằng cậu, kẻ điên quyết chiến liếc mắt nhìn Diệp Thu đầy khinh thường nói. Đúng vậy, tuổi trẻ không tìm việc gì làm cho tốt, thế nào lại phải đến nơi này để tìm cái chết vậy chứ? nhanh thả anh tề ra cho ông đây nếu không hôm nay cậu sẽ biết thế nào là lễ độ đại sư vàng cũng trầm giọng nói nghe vậy diệp thu nghiêng đầu nhìn về phía năm người bọn họ nhàn nhạt nói đây là chuyện giữa tôi và anh ta tôi khuyên các anh tốt nhất không nên xen vào việc của người khác ôi chao cho cậu tí mặt mũi thì cậu định lên trời luôn đấy à có tin hôm nay anh hùng tôi đây tát chết cậu không hả tông hùng giơ bàn tay ngoại cớ của mình lên Trợn mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói: "Người trẻ tuổi này bản lĩnh không ít, giọng điệu cũng không nhỏ. Tôi cho cậu một lời khuyên cuối cùng, mau thả anh Tề ra, nếu không, đừng trách chúng tôi không khách khí." Kẻ điên quyết chiến sắc mặt u ám nói: "Chương 499 điều này thật sự quá vô lý mà." Cảnh tượng này trực tiếp làm tất cả mọi người ngây ngẩn. Diệp Thu ném anh Tề xuống đất giống như vứt một con chó chết vậy, vỗ hai tay vào nhau sau đó nhìn về phía năm người kia nhàn nhạt hỏi sau đó thì sao năm người bọn họ đầu tiên hơi sửng sốt sau đó sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đôi mắt kia giống như sắp phun ra lửa vậy nhóc con là mày tự tìm cái chết kẻ điên quyết chiến hùng giữ trợn mắt nhìn diệp thu sau đó cả người hóa thành một bóng đen trực tiếp vọt về phía diệp thu diệp thu vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích giống như đặc biệt chờ kẻ điên kia đến vậy thấy thế Khán giả trên khán đài cũng sướng sờ, trong lúc nhất thời bàn luận sôi nổi, các anh nói xem, lần này ai sẽ thắng. Còn phải hỏi sao, nhất định là kẻ điên quyết chiến rồi, anh ta xếp hạng năm những người toàn thắng đấy. Đã thắng liên tiếp 280 trận rồi, hắc hổ căn bản không thể so sánh được. Tên nhóc này đoán chừng cũng hết sức rồi. Đúng đúng đúng, nhất định là phần thắng của kẻ điên quyết chiến lớn hơn. Mặc dù tên nhóc này cũng có chút thực lực, nhưng muốn chiến đấu với kẻ điện quyết chiến thì còn kém xa ngay tại lúc này kẻ điên quyết chiến vào tới trước mặt của diệp thu giận dữ quát lên để mạng lại đây lời nói vừa rơi xuống kẻ điên quyết chiến tay phải đã nắm chặt lại thành quyền trực tiếp đánh mạnh về phía diệp thu không thể không nói cho dù là tốc độ hay sức mạnh kẻ điên quyết chiến so với hắc hổ trước kia thật sự mạnh hơn rất nhiều tuy nhiên diệp thu ở trước mặt vẫn không quan tâm lắm. Nhìn nắm đấm của kẻ điên quyết chiến hướng về phía mình, khóe miệng Diệp Thu cong lên một nụ cười đầy vẻ bông đùa, sau đó tay phải trực tiếp vung lên, tát một cái. Bốp. Chỉ nghe một âm thanh bà tại thanh thúy vang lên. Cái tát này đập chính xác vào má trái của kẻ điên quyết chiến. Ngay sau đó, cả người kẻ điên quyết chiến giống như một con quay vậy, xoay tròn tại chỗ sau đó té bay ra ngoài. Anh ta nặng nề rơi từ trên lôi đài xuống mặt đất phía dưới chợt bị lõm thành một hố to. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người trong hội trường đều sợ đến ngây người, từng đôi con người trừng to như muốn rơi ra, cầm thiếu chút nữa cũng rơi xuống đất. Điều này thật sự quá vô lý mà. Đường đường là kẻ điên quyết chiến. Kẻ mạnh xếp hạng năm trên bảng xếp hạng những người toàn thắng của đấu trường quyền anh ngầm này lại bị một cái tát của Diệp Thu đã bay đi rồi sao? Còn điều gì có thể kinh khủng hơn được nữa không chứ? mà bốn người đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng này, đều nhướng mày lên. Xem ra tên nhóc này quả nhiên có chút thực lực, nếu không cũng sẽ không cuồng võng như vậy. Đại sứ vàng vuốt tròm dâu bạc màu của mình, mặt đầy vẻ nghiêm túc nói. Ai có lòng tin bắt cậu ta lại? Sát thần từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng chờ trầm giọng hỏi. Để tôi đi, mới vừa rồi là kẻ điên quyết chiến khinh địch rồi, tên nhóc này mặc dù có sức mạnh, nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu, vẫn dễ đối phó thôi mà. Võ sĩ cuồng bạo xếp hạng tư hít mắt lại, lạnh lùng nói. Cẩn thận, tốc chiến tốc thắng nhé. Sát thần thản nhiên nói. Yên tâm đi, loại người vô danh thế này, tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi đâu. Trường 500 vậy thì Diệp Thu kia cũng quá trâu bỏ rồi. Tiếng nghị luận trên khán đài lập tức ngừng lại. Tất cả mọi người trong hội trường đều sợ đến ngây người. Không biết đây đã là lần thứ mấy bọn họ ngốc ra như vậy, Thậm chí còn có chút chết lặng nữa Nói thật Cho dù bọn họ dùng đầu ngón chân để nghĩ Cũng không ngờ tới võ sĩ cuồng bảo sẽ bại trận nhanh như vậy Bàn về thực lực Võ sĩ cuồng bảo chắc chắn mạnh hơn kẻ điện quyết chiến Số lần thắng liên tiếp của anh ta Lại tới 300 trận Tuyệt đối là một đấu sĩ siêu cấp Nhưng mà ở trước mặt Diệp Thu Anh ta lại giống như kẻ điện quyết chiến vậy Không thể chịu nổi một đòn Trong nháy mắt lại bị thua điều này thật sự vô lý quá sức tưởng tượng mà ba người còn lại ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng này bèn nhíu mày lại mà ngay lúc này diệp thu nghiêng đầu nhìn về phía ba người bọn họ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói này ba người các anh có thể cùng nhau tiến lên được không thời gian của tôi rất có hạn đừng lãng phí sự kiên nhẫn của tôi nữa nghe thấy những lời này sắc mặt ba người bọn họ lập tức trở nên cực kỳ khó coi tên nhóc ngông cuồng kia cho tới bây giờ tao vẫn chưa thấy người trẻ tuổi nào phách lối như mày vậy. Hôm nay nếu tao không giết chết mày, ông đây nhất định sẽ thối lui khỏi giới quyền anh ngầm này. Đại sứ vàng trợn mắt nhìn Diệp Thu, cắn răng nghiến lợi nói. Vừa nói xong, ông ta lập tức phóng về phía Diệp Thu. Lão Hoàng, tôi đi cùng anh, tránh khỏi xảy ra việc ngoài ý muốn như lúc nãy. Tông Hùng kéo tay đại sư vàng, đề nghị. Được, vậy thì tôi liên thủ với anh, cùng đưa anh ta tới tây thiên vừa dứt lời hai người bọn họ trực tiếp phò tới bên người diệp thu thấy cảnh tượng này tất cả mọi người trên khán đài đều nuốt nước bọt người xếp hạng hai tông hùng cùng người xếp hạng ba đại sư vàng trên bảng toàn thắng hai người này liên thủ lại để đối phó với diệp thu lần này sẽ không có bất kỳ vấn đề gì nữa chứ nếu như vậy còn không giải quyết được diệp thu vậy thì diệp thu kia cũng quá trâu bỏ rồi nghĩ tới đây lòng bàn tay của mọi người đều khẩn trương đến nỗi toát cả mồ hôi hột sau khi diệp thu đánh bại kẻ điên quyết chiến cùng võ sĩ cuồng bạo cho dù thế nào thì bọn họ cũng không dám vì tiện dự đoán kết quả nữa chỉ trong nháy mắt tông hùng cùng đại sư vàng đã vò tới trước mặt diệp thu hai người bọn họ cũng không nói nhảm tông hùng dùng nắm đấm đại sư vàng dùng chân hai người một trái một phải đồng thời đánh về phía diệp thu Diệp Thu vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không né, không trốn tránh. Mắt thấy hai người bọn họ đã công kích vào người Diệp Thu. Nhưng Diệp Thu vẫn không hề có ý định né tránh. Thấy vậy, trong mắt Tông Hùng cùng đại sư vàng đều lóe lên sự khinh bỉ. Đi chết đi, hai người bọn họ cắn răng. Ngay sau đó, chiêu thức công kích của hai người bọn họ đều rơi mạnh vào người Diệp Thu. Âm. Um, Âm. Um. Audio điện tử Võ Tấn Bền kết chương 500